Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý bậc lão thành, thưa quý ông và quý bà, kính thưa ông xã trưởng và cục cảnh sát quốc gia, cùng là các cấp dân quân cán chính trong địa phương, kính thưa ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo các cấp tăng cựu tỉnh, quận, xã và ấp, cùng ban quản tự, ban quản trị đọc giảng đường và tự viện ở các nơi, cùng quý phái đoàn nam nữ tu sĩ thân mến. Kính thưa quý cấp chấp hành Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng của Đức Tôn Sư kính mến. Kính thưa quý thanh hào nhân sĩ, cùng quý bậc cao minh và các bậc cao đồ của tổ thầy yêu kính có mặt nơi đây, thưa toàn thể cô bác, anh chị em, nam nữ đồng đạo và ban tổ chức. Thật là một vinh hạnh lớn lao mà ban tổ chức hôm nay dành cho Hội đồng Trị sự Trung ương chúng tôi. Trong giờ này xem lại chương trình nhà thơ mời, nhận thấy là giờ trách nhiệm của chúng tôi đến đây để dự một cái buổi lễ bất thường, mà cũng là ghi lại cái kỷ niệm ngày Đức Thầy kính mến của chúng ta khai đảng. Là giờ này dành cho chúng tôi làm cái phận sự là trao đổi qua cái giáo lý siêu thượng của Tổ Thầy để lại, đứng trước cái đạo tình nồng hậu của ban tổ chức và toàn thể cô bác anh chị em, chúng tôi xin thay mặt cho Hội đồng Trị sự Trung ương cũng như các cấp lời nói trước của chúng tôi chân thành kính đến liệt quý vị lời chào mừng kính cẩn, sự biết ơn sâu đậm nhất của chúng tôi. Thưa quý liệt vị, trước khi thi hành nhiệm vụ hôm nay, quý vị hoan hỷ cho chúng tôi trình bày qua cái phần nhận xét khi chúng tôi đến đây. Thưa cô bác anh chị em, ở đây là xã Vĩnh Thới. Chúng tôi nhớ không lầm thì là xã Vĩnh Thới chúng tôi tới thuyết trình cũng nhiều nơi, đặc biệt là cái ấp này chúng tôi chưa tới lần nào. Vậy thì các thế này hôm nay chúng tôi được gặp cô bác anh chị em trong cái ngày duy nhất. Muốn nói ngày duy nhất đây là ngày gì? Chúng tôi muốn nói tới cái ngày Đức Thầy chúng ta khai mở một cái đảng vào năm 1946, vào ngày 21 tháng 9 dương lịch. Bữa nay là ngày 21 tháng 9 dương lịch, nhằm vào âm lịch chúng ta là ngày mùng 6 tháng 8 năm Giáp Dịch. Nơi này, ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo ấp, xã phối hợp với ban chấp hành Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng của Đức Thầy để mà ghi lại cái ngày kỷ niệm duy nhất của Đức Thầy. Thưa quý vị, xuyên qua thành này quý vị cũng quan nghĩ cho chúng tôi trình bày một cách hơi tế nhị. Chúng tôi được nhiều nơi mời lắm. Cái ngày nay là cái ngày nhiều nơi mời, nhất là ở các quận cũng như Phong Phú hay là Châu Phú, An Phú, Tân Châu, Tịnh Biên, Tri Tôn. Mời cái ngày nay đó là ban chấp hành quận bộ các nơi mời chúng tôi, nhưng mà lỡ ghi ở cái xã Vĩnh Thới rồi, tôi xin trả lời dứt khoát rằng là không được. Là vì cái ngày Vĩnh Thới đã mời ngày mùng 6 đã lâu rồi, vì thế mà hôm nay chúng tôi không được dự ở các nơi, các quận, các tỉnh tổ chức ghi lại cái ngày kỷ niệm duy nhất là ngày 21 tháng 9 năm 1946 Đức Thầy chúng ta thành lập một cái đảng Việt Nam Dân Chủ Xã Hội. Thưa liệt quý vị, bữa nay có các cấp Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng ở đây, cũng như có tập đoàn cựu chiến sĩ dân xã Hòa Hảo từng tranh đấu cho nước non nhà, từng làm cho rạng rỡ quốc gia ta, từng làm cho đoàn thể chúng ta lừng danh trên thế giới. Quý vị à, nói đến đây chúng tôi lấy làm cảm xúc, là vì nhớ kỹ lại đó, cái đảng Việt Nam Dân Chủ Xã Hội của Đức Thầy thành lập ngày 21 tháng 9 dương lịch năm 1946 thôi xương máu rất nhiều rồi. Đối với quân thù là Pháp cai trị Việt Nam chúng ta ngót trăm năm, nghĩa là gần trăm năm, mà Việt Nam chúng ta quằn quại đau thương với gót sắt của người Pháp, không có một ai trỗi dậy, đặc biệt có một mình Đức Thầy chúng ta là một vị Phật lâm phàm khai mở đạo vào ngày 18 tháng 5 năm 1939, rồi lần lượt tới năm 1946 Đức Thầy mới thành lập cái đảng, xét thấy đạo để dành cho nhân loại tu giải thoát thôi, không làm sao cứu nước cứu nòi được, buộc lòng Thầy thành lập đảng để đưa cái đảng Việt Nam Dân Chủ Xã Hội ra là một cái đảng hết sức lành mạnh quá cho dân tộc Việt Nam và thế giới Nam Châu. Xem lại cái bản tuyên ngôn của đảng Việt Nam Dân Chủ Xã Hội,
xem lại chương trình của Việt Nam Dân Chủ Xã Hội, chúng ta thấy hiện nay từ quốc nội cho tới quốc ngoại người ta đang áp dụng chương trình này để mà làm cho dân tộc được tiến hóa, để làm cho dân tộc được lành mạnh. Vậy thì nói cho làm sao cho hết cái công trình của Đức Thầy chúng ta. Quý vị à, ở năm châu đó nha, Á Châu, Âu Châu, Phi Châu, Mỹ Châu, Úc Châu, trên 60 nước rồi, đang gửi thơ về tổ đình để mà xin thỉnh thánh kinh của tổ thầy. Vì trong thánh kinh này nó gồm có Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng, có chương trình, có các bản tuyên ngôn, có mục đích rõ rệt. Vì thế mà họ đề như thế này nè: trong nước Việt Nam có Đức Quỳnh Giáo Chủ là một giáo chủ siêu phàm, một cách mạng gia xuất chúng. Quý vị à, nghe không hết đâu. Mà tại sao bây giờ chịu chìm sâu trong im lặng? Tại sao vậy? Vì đó mà hôm nay chúng tôi xin bộc bạch cùng với quý vị, là tại vì người ta quên đi, người ta lờ đi. Miền Tây mà không có Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng đó, đã lọt vào tay ai rồi? Mà lọt vào tay ai rồi đó, thôi nói lỡ nói luôn đi à, tôi đã nguyện hy sinh các tôi rồi, tôi còn nghĩ ở trên lạc lọt vào tay Việt Minh. Mà lọt vào tay Việt Minh rồi đó, thì bom bùa, bom dây của đồng minh nó tới họ bùa hết rồi, họ cài hết rồi, không có còn chỗ nào chúng ta ở đâu, là chúng ta toi mạng hết rồi. Phải không quý vị? Rõ là thầy chúng ta lâm phàm để mà cứu chúng ta. Có cái đảng Việt Nam Dân Chủ Xã Hội mới đứng lên chống Pháp, chống độc tài mọi hình thức, hy sinh xương máu rất nhiều. Mà Đức Thầy cho biết nè: máu đào xương trắng thôi đầy nội, quyết đổi tự do mới thỏa tịch. Trên 40 ngàn chiến sĩ thôi thay nơi bãi chiến trường của miền Tây mới có được như thế này. Phải không quý vị? Nhưng mà bây giờ chịu chìm sâu trong yên lặng. Và rõ lắm nha, tài liệu lịch sử còn chép biên không phải là chúng tôi đề cao một cách vô cớ. Ở đây xin nhắc lại với anh em Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng, chúng ta đừng quên, qua cái thánh quân của tổ thầy và Đức Thầy đã xác nhận với thế giới Nam Châu rằng là dân quân Nam Việt ít ai bị, không súng tầm dông cũng giác đi, sông nước trận tiền ngăn giặc mạnh, liều thân cứu nước lúc lâm nguy. Ai dám làm thế giới Nam Châu này, ai dám làm cái tầm dân mà dám sống với súng nè? Hỏi hết cô bác anh chị em là có nước nào dám không? Dân tộc nào dám không? Đặc biệt là chỉ có dân tộc Rồng Tiên mà thôi, tức là dân tộc Việt Nam chúng ta mới dám tầm dân mà sống với súng. Mà chỉ có tín đồ của Đức Quỳnh Giáo Chủ, là tín đồ Phật giáo họ mới làm việc đó, đặc biệt là thành công trong dễ dàng. Nhưng mà nói làm sao hết cô bác anh chị em, nói tới chừng nào chúng ta thêm động lòng chừng ấy, là vì bao nhiêu máu đào xương trắng đó tiền nhân ta, anh cha ta đã chôn vùi nơi ba tấc đất mà không ai nhắc nhở tới, cái điều đó mới đau lòng. Hôm nay ghi lại một kỷ niệm duy nhất là ngày 21 tháng 9 năm 1946, Đức Thầy chúng ta thành lập đảng để mà cứu dân tộc Việt Nam chúng ta thoát đi một cái chết. Vậy thì đứng trước oai linh của Đức Thầy và thánh tử vì đạo, chúng tôi cùng quý vị dành một phút trang nghiêm để mà chiêm báo lại các vị anh hùng vì tiền đồ đạo pháp, vì đất nước Việt Nam đem xương máu đào thôi đầy nội, để chúng ta coi theo đó mà. Đức Thầy cho biết nè: kẻ chết đã xong rồi một kiếp, người sống còn tái tiếp noi gương. Tôi mời quý vị cùng chúng tôi một phút trang nghiêm để mà nhớ lại cái kỷ niệm của liệt này. Mời quý vị toàn thể đứng lên, chúng ta một phút trang nghiêm để mà chiêm bái lại các vị anh hùng cứu nước vì đạo của mình. Mời quý vị một phút trang nghiêm. Cảm ơn quý vị. Mời quý vị an tọa. Thưa cô bác anh chị em, tôi vô cùng cảm động khi trình bày qua đại để nhắc lại cái vị nghiệp to tát của tổ thầy chúng ta trong nước Việt Nam này. Chẳng những thế thôi mà Đức Thầy chúng ta còn có sứ mạng với Nam Châu. Mà thầy cho biết nè: giết một ngọn lưỡi này một cách, đem đạo lành ban rãi nơi nơi, mãn chờ trong ba tâm thảnh thôi, khắp bốn biển liên di hòa hảo. Chúng ta tu con chờ cái ngày quy hoàng đó đó, cái ngày mà thầy chúng ta trở lại nước Việt Nam này, rồi bốn biển Nam Châu đều trở về cho hòa hảo, chừng đó quý vị mới thấy cái màu nhiệm của tổ thầy chúng ta. Mà đặc biệt là Đức Thầy ta nha, không có cái tên ổi tên mít nào, không có ông năm ba ông tư nào, ông năm ông sáu nào, hay là ông Lê, ông Trần, ông Nguyễn, ông Mít tên nào, không có đâu nha. Hoàn toàn là Đức Thầy chúng ta trở lại thì Việt Nam chúng ta chừng đó đó. Thầy cho biết nè: tuy ngày nay chúng nó hùng cường,
chừng phân định thì ta cao quý. Thôi bây giờ mời quý vị cùng chúng tôi ráng lo tu đi mà chờ thầy trở lại. Chúng tôi miễn dài dòng, không dám dài dòng nữa. Bây giờ chúng tôi xin dừng cái phần nhận xét nơi này nè. Khi hết giờ chúng tôi xin nói tiếp chứ không làm sao hơn mất ngày giờ trao đổi cái giáo lý nhiệm màu của tổ thầy, để chúng ta làm cái phận sự đêm nay, xem coi cái giáo lý của đức thầy cái công năng tới đâu, tu theo thầy đây nó có lợi gì, không tu theo thầy có hại chi. Mà thầy cho biết là không tu chừng khổ cũng ưng, tu hành gặp cảnh vui mừng tỏi thai. Và đoạn khác thầy cho biết cha nọ bằng con vợ khóc hòa, tan nát xóm riền khổ dữ a, nhà không người ở ôi nói trước nếu chẳng tin lời gặp thiết tha. Nghĩa là không tin theo thầy đó nghe, là hoàn toàn phải bị tha thiết khổ đau. Thôi bây giờ mời ông Sư Ngôn đến đây đọc lên lời và ngọc của tổ thầy để cùng nhau chúng ta trao đổi trong một đêm gặp gỡ quý báu này, xem coi công năng siêu thượng là tới đâu. Mời anh. Kính thưa ông cố vấn, chúng tôi đại diện ban tổ chức đến đây để đọc lên những câu hỏi. Nhưng trước khi đọc những câu hỏi ấy, chúng tôi xin hỏi ông một điều liên hệ qua những lời trình bày ngày 21 tháng 9 mà ngài Đức Thầy khai đản. Thưa ông, theo giáo hội thì tất cả những ngày lễ của tôn giáo đều là mừng, ngày lễ của tôn giáo đều là có thể là dùng chay làm lễ chay. Nhưng chúng tôi nhận thấy một vài địa phương trong ngày hôm nay là ngày lễ 21 tháng 9 ngày khai đạo ở khai đản, nhưng mần vài con heo ở trong một nơi cơ quan như vậy đó. Nếu ông thấy rằng giữa đạo và đảng có liên quan nhau thì ông nhờ nói rõ lên việc đó để đồng đạo lãnh hội chung và ý thức những người làm sai lầm. Thưa quý vị, sửa sàng mang kiếm vô sợ ba con bụi này này. Nhưng mà gặp cái ông Hồng Hải bữa nay ông nêu lên câu hỏi của ai không biết, mà ông đặt ra một câu hỏi tôi phải lột kiếm ra để chi vậy, cho nó sáng sáng chút đâu mà ta trao đổi chứ. Thật là kẹt đó cô bác anh chị em à, kẹt lắm à. Mà nào có kẹt đâu ông Hồng Hải ơi. Ông Hải đây là tổng giám thị mà nãy nghe nói là tổng giám thị toàn quốc, là do ông Sư Ngôn nói lên là đúng đó, nơi nào cũng làm tổng giám thị của khoa học ở trên á, cho nên tôi mới đặt ông là tổng giám thị toàn quốc. Hôm nay đặt với một câu hỏi liên đới với cái cuộc trình bày qua phần nhận xét của chúng tôi đó, là ngày 21 tháng 9 năm 1946 đức thầy chúng ta lập đản. Rồi bây giờ hỏi chúng tôi coi vậy tại sao cái ngày kỷ niệm này là có làm heo để mà ghi lại kỷ niệm này, vậy nó có trúng hay không? Bây giờ nhân danh tôi là cố vấn hội đồng trị sự trung ương đó, bây giờ đêm nay xin trao đổi cái điều này cho nó dở lẽ, để rồi cô bác anh chị em các nơi trong đạo và ngoài đời cùng là trong đảng, chúng ta phải ý thức đường lối của đức thầy chúng ta mà làm cho nó trúng. Cả ngày kia chúng ta có phước có công, còn làm nó sai rồi đó nha thì lãnh đủ à. Tôi xin thưa với quý vị đó, cái đảng Việt Nam Dân Chủ Xã Hội là công to nhưng mà tội cũng to. Bây giờ công di thủ tội di khôi, cái công thì đứng đầu mà làm trạch cái là tội bằng trời. Bây giờ vì lẽ đó mà chúng ta cần trao đổi dễ lẽ với nhau. Tôi trình bày thì mời tất cả các cấp Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng, tỉnh, quận, xã và ấp, quý vị nên theo dõi sự trình bày của chúng tôi mà bổ chính cho nhau để chúng đừng sai. Bây giờ trở lại, tôi đề nghị với quý vị xem coi trong chương trình Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng của đức thầy và bản tuyên ngôn có chỗ nào thầy dạy chúng ta mà làm heo làm gà để mà ghi lại cái ngày kỷ niệm ngày 21 tháng 9 này không? Có không? Thưa quý vị chắc không. Không phải không? Ủa không thì tại mình bày ra chứ sao? Phải không? Mà mình bày ra nó trúng thì có phước, mà nó trật là có tội. Chúng ta nhớ rằng thầy chúng ta là ông Phật à. Phải không? Phải không quý vị? Chắc phải là quý vị làm thinh là phải rồi đó. Vì là Phật mà còn lập đảng mà cái điều này tôi ra ngồi chung người ta hỏi tôi mới là tuyệt đáo chơi chứ. Tại sao ông Phật là phải bác ái, phải từ bi, phải thương người mến vật, mà tại sao ông Phật cũng còn lập đảng nữa? Thì cái điều này chúng tôi đã trả lời ở ngoài trung dứt khoát, nhưng mà ở đây không có giờ. Xin trao đổi mau trở lại ý hỏi của mà vị dân chủ ở đây. Vậy thì bây giờ xin trả lời rằng thầy chúng ta là Phật, là bác ái, là từ bi. Trong cái bài huấn lệnh thầy cho biết đó, đạo Phật là đạo từ bi bác ái, dĩ đức kháo sanh, khoan hồng đại độ, tuy tình thế có đổi thay, tấm lòng nhân không đổi. Và lại nữa, trong bài lời khuyên bổn đạo, đức thầy cho biết trong cái phần kết đó, thầy xét lại khẩu nghiệp của các trò còn nặng nề hơn hết. Hãy lấy gương trí huệ mà dọn sạch ma lòng, lấy lòng từ bi bác ái mà đối đãi lẫn nhau, lấy lòng bác ái mà cư xử với mọi người. Đó, cần hiểu lý vô ngã của nhà Phật, phải ráng sức thi hành sẽ có thầy ủng hộ. Qua đoạn văn trên, hai đoạn văn trên chúng ta xét lại cho kỹ. Thầy chúng ta là ông Phật đó quý vị à,
Vậy thì đảng chúng ta đó là cái đảng tranh đấu về cái tinh thần, về tinh thần bác ái từ bi, đem đặt nặng vào cái chỗ yêu nước yêu nòi mà quên cái thân mạng của mình để mà làm lợi ích cho quần sanh. Thầy cho biết rất rõ ràng, trả lời với con Hồ Nguyên cái đoạn chốt đó. Ông Hồ Nguyên hỏi thầy như thế, rồi thầy trả lời như thế. Thôi bây giờ nói gọn lên thầy trả lời đi, chứ khỏi đặt câu hỏi của Hồ Nguyên chi. Thầy cho biết như thế này nè, cái sự hành đạo đúng theo ý nghĩa xác thịt của nó, làm thế nào phát hiện được những đức tính cao cả và thực hành trên thực tế bằng mọi biện pháp để đem lại cái phước. Tại sao cái ngày 21 tháng 9 là cái ngày rực rỡ huy hoàng từ nước Việt Nam tới thế giới năm châu mà chúng ta làm theo nó? Cái đó tôi xin thưa là sai. Sao rồi? Sao vậy? Làm theo là nó mất đi học tính từ bi. Thầy chúng ta là Phật rồi, mất học tính từ bi rồi. Có chỗ nào thầy biểu chúng ta giết heo gà để mà ghi kỷ niệm đó hay không à? Không à. Vậy thì bây giờ xin trả lời một lần nữa là không à. Chúng ta nên nhớ nè, thầy cho chúng ta biết đây là phong thành đó mấy ông à. Đây là phong thành ở tại thế này. Mà rồi tôi xin thưa rõ là phong thành sao rồi? Cô bác biết rõ đọc truyện phong thành của Tàu đấy không? Ba ông học trò, anh Thanh Thiên Giáo Chủ, ông Ân Thủy Thiên Tôn và ông Thái Thượng Lão Quân, tức là Lão Tử, lên học chân hồng quân Lão Tổ trên Cung Ngọc Hư á. Nhưng mà xuống là chia làm hai dạy học trò. Một bên Thanh Thiên Giáo Chủ thì là phá giới bôi trai, ăn nhậu, đánh giặc giết người. Còn ở bên thông thì ở bên ông Nguyên Thủy Thiên Tôn dân Lão Quân á, thì ăn chay, đánh giặc, cứu người. Quý vị thấy có không? Không thần. Quý vị xem ông thần rằng lắm mà. Ở bên Cung Ngọc Hư đó. Thôi bây giờ nó ma hoàng thiên quá là con của hoàng thiên hổ đó. Từ ở trên thầy về rồi cái bữa đó ăn nhậu qua bữa sau đã đánh giặc bị thương liền nè. Mất cổng gì tới trận ai cổng? Lôi chúng tử mất cổng gì tới thầy đâu mà cứu nó được. Sao thầy về cho nó nè, đừng có bôi trai phá giới như rồi xuống đánh giặc rồi nguy hiểm tấm mạc nha. Cho nên bên Cung Ngọc Hư hoàn toàn là ăn chay đánh giặc cứu nước, dẹp đi 36 đạo binh của bên Thanh Thiên Giáo Chủ, dựng nên cái coi nghiệp nhà Châu 800 năm đồ sộ. Hôm nay thầy dạy chúng ta rõ lắm nè, miễn cho được ngày hai cơm tẻ, đuổi bành hàng đặng có tu thân, nhờ ơn trời ban bố đức anh xem chung cuộc phong thành tại thế. Đây là phong thành tại thế nha quý vị. Phong thành á, lọt qua bên Thông Thiên Giáo Chủ là bỏ mạng, tiêu mạng, toi mạng. Còn ở bên Môn Thủy Thiên Tôn thì đỏ lắm nha, sẽ thành tiên nha quý vị. Đừng quá Phật nha, chứ đừng cho lọt qua bên Thông Thiên Giáo Chủ. Bây giờ bên đó là thôi, nói ông nội chắc quý vị biết rõ lắm. Vậy ở đây với tư cách Hội đồng Trị sự Trung ương, nói có thâu băng nè, rõ ràng có thâu băng đó. Ở đây cái mục đích Đạo Phật Giáo Hòa Hảo mà trên thế giới họ thỉnh kinh của Đức Thầy đó. Họ nói rằng Ngài là một giáo chủ siêu phàm, một cách mạng gia xuất chúng đó. Là gì? Cách mạng trong tinh thần đạo đức đủ đầy, là cách mạng theo đường lối của Phật Thích Ca Mâu Ni. Có đảng đó, là cái đảng này để mà dĩ sát, chỉ sát đem con người tới cái chỗ an vui. Là phải thân tâm mình thanh tịnh ra làm giúp cho đất nước đó, giống như đời phong thần ăn chay giữ giới tinh nghiêm. Quý vị ơi, nói sao cho hết được. Vì bây giờ câu hỏi này là xin Hồng Hải là Tổng Giám Thị Toàn Quốc đây, ông hỏi là giống chủ coi. Cái sự trình bày chúng tôi đại đẻ thôi chứ không làm sao hơn được đâu. Giờ trở lại cái ý nghĩa ngày 21 tháng 9 dương lịch này đó, chúng ta nên nhớ cái ngày kỷ niệm duy nhất của Đức Thầy là phải bông hoa, phải trao lạc, phải làm sao cho tương xứng mình là một tín đồ Cung Ngọc Hư, tức là bên sự giáo, rồi sẽ thành tiên cho quá Phật. Thì thầy cho biết ước mơ thế giới lanh hòa hảo, thế giới năm châu này là lanh là gần hòa hảo nha. Ừ, nhà Phật con tiên hé miệng cười phải làm tiên làm Phật với mình. Càng đẹp đời nó rõ quá cô bác anh chị mà. Vậy thì đừng có sát giết nữa. Ông Phật không khi nào mà muốn sát giết đâu, ông tiên không khi nào muốn sát giết đâu mà bổ quan. Sát giết đây là dĩ sát chỉ sát thôi. Chúng ta phải đầy lòng bác ái từ bi. Tôi mắc nhắc lại chút nữa này, tại sao là dĩ sát chỉ sát? Là vì ông Khương Thượng đó có cái bổn phận là phải dựng bản thân thành, rồi thân thành, rồi chấm dứt cái cuộc loạn của nhà Thương, rồi mới dựng lên cái nghiệp nhà Châu. Nên chi mới đem cái hồ lô lịch yểm ra, mới để trên bàn. Sau khi cô Đắc Kỷ đem ra pháp tràng nhiều lần không ai giết được. Na Tra giết không được, Lôi Chấn Tử giết không được, Dương Tiễn giết không được. Mấy ông này là thoát cốt rồi đó mà giết không được ra. Ai nghĩ coi Dương Tiễn là có thất thập nhị huyền công, thoát cốt rồi. Còn Na Tra là liên qua quá thanh cũng thoát cốt rồi. Còn Lôi Chấn Tử đâu phải mẹ đẻ, phải không? Thoát cốt rồi. Thì các ông khác cầm gươm chém bắt cái ông được rồi đành đi bị sát phạm.
mà ba ông này ra rồi cũng chết không được, rồi cũng rơi gươm mà bị nó tha giết rồi rơi gươm à. Dương Tư Quân ơi, ôi riết ngồi rơi gươm giết không được thì buộc lòng ông Khương Thượng có đem cái hồ lô lục yểm ra. Ngài mới giới như thế này: Nam Mô A Di Đà Phật à, ngài tán tiên lục yểm mà yểm trợ cho hồ lô, vì cũng đắc kỷ có tội tài trời, giết đắc kỷ để cứu dân cứu nước, vậy thì nhờ tán tiên lục yểm gia hộ cho hồ lô linh hiển. Cái kéo trong hồ nó bay ra cái đầu đắc kỷ rơi. Vậy thì giết người mà niệm Phật, ai? Ông Khương Thượng có gì thấy không? Cái đó là đầy lòng bác ái tự bi, chứ không phải giết nó mà có tội đâu, giết có phước đó. Còn giết có tội là tại chúng ta vì dân vì lợi, vì cái ý nghĩa tư riêng mà giết, đó là tội vô cùng, đi xuống địa ngục không đường ra. Còn giết mà có phước là như cái ông mà Khương Thượng này ra, và giết mà có phước như quan đế thanh vương chà nói ông hết rồi. Thôi giờ trở lại, chúng ta nên nhớ đường lối của thầy ta là đường lối của ông Phật, để mà cứu tất cả thế gian này, không riêng cứu Việt Nam. Chúng ta cho làm cho tương xứng mình là tín đồ của ông Phật. Vậy đề nghị cái ngày 21 tháng 9 dương lịch này đó, chúng ta nên trai giới nghiêm minh, ta tỏ ra đầy lòng bác ái từ bi. Còn cái việc mà chúng ta ngăn giặc giết giặc là bổn phận chúng ta mà. Bất cứ ai hãy xâm lấn nước Việt Nam chúng ta có bổn phận bảo vệ. Thầy cho biết nè, nước mà mất thì cơ sở của đạo cũng bị lấp dùi, người ta không cho mình truyền bá, người ta lấy nước người ta không cho truyền bá. Nước mà còn thì nền đạo mới được khuếch khai rực rỡ. Vì bổn phận chúng ta phải giữ nước yêu nòi, lăn xả vào đời, hy sinh đời mình, Đông Tảo, Tây Trừ, Nam Chinh, Bắc Chiến, để gây cái hạnh phúc cho đồng bào nhân loại. Nhưng mà có một điều nghe lời thầy là đừng có nắm ná danh lợi. Đền sông nở nước thù nhà, thiền môn trở góp Phật Đà Nam Mô. Đà nó rõ như ban ngày vậy. Làm xong rồi lui lại tu luyện nha, đang đi tới con đường giải thoát, để mà cứu cha mẹ ông bà ta, những loại chúng sanh bằng tinh thần. Tôi nói làm sao hết, mời các anh mà cứ ngôn hỏi đây, vị giám chủ đó. Còn thắc mắc điều chi thì lên, còn không xin cho qua câu hỏi khác, không làm sao được. Kính thưa ông cố vấn, chúng tôi hết sức thỏa mãn những cái chuyện ông đã nói, nhưng mà có thể ông nói thêm, nãy chúng tôi hỏi có cái vế nữa, giữa đạo và đảng có liên quan nhau không? Nhưng mà trên những mọi cơ cấu và mọi cái sự hành động gần như là độc lập của ai nấy làm. Thưa quý vị, cũng là triệt đáo nữa. Lâu lâu trở về cái xã Thánh Địa, cái là hỏi thăm dò khả năng triệt đáo. Hỏi sao cái xã này, xã Vĩnh Thới là xã Thánh Địa chứ gì? Mà không phải Thánh Địa của Thiên Ma Bảo Tuần nha, mà Thánh Địa của Đức Quỳnh Giáo Chủ à. Bởi Vĩnh Thới này là trong quận Đức Thành, mà quận Đức Thành là của tỉnh Sa Đéc, mà tỉnh Sa Đéc là tỉnh Thánh Địa. Bây giờ lỡ kể kể luôn đây: Kiến Thân nè, Sa Đéc nè, Vĩnh Long nè, rồi Thanh Vinh nè, An Giang nè, Châu Đốc nè, sáu tỉnh này bao quanh Thánh Địa Phật Giáo Hảo, cho nên gọi là sáu tỉnh Thánh Địa. Phải không quý vị? Mà chúng ta ở trong sáu tỉnh Thánh Địa thì đã là đọc giảng thầy 35 năm rồi. Tại sao giờ hỏi chúng tôi hỏi về đảng về đạo thầy nó có liên quan nhau hay không à? Hỏi đâu hỏi thử chúng tôi chứ gì? Thử coi chúng tôi có biết cái việc này ra như thế nào hay không? Vậy thì chúng tôi xin quý vị quan hỷ theo dõi chương trình bài chúng tôi nha. Vậy nếu không liên quan được, tại sao thầy cho biết là đời đạo liên quan rạng trớn nào? Mà lục tổ khi xưa cho biết đó nha, rời đời mà đi tìm đạo đó là dí như đi kiếm sừng thỏ cho rồng lông rùa. Bây giờ Phật Pháp bất ly thế gian Pháp, phải không quý vị? Cái Pháp của Phật đã không rời cái Pháp thế gian này. Mà rời thế gian này mà được cái Pháp Phật nó trơ trẽn là có dạy ai đâu. Cho nên vì thế mà thầy cho biết đó, đời không đạo đời vô liêm sĩ, mà đạo không đời là đạo biết dạy ai. Vì vậy cho nên nó phải là liên quan mới được à. Nhưng mà quý vị nên nhớ nha, liên quan này đó là đem đạo lầm trong đời mà quá đời trở thành đạo. Chứ đừng có đem đời mà lầm ở trong đạo là quá đạo trở thành đời là nguy à. Phải không quý vị? Vậy thì đừng đem chính trị lầm vào trong đạo mà quá thành chính trị là nguy cho đạo lắm. Bởi vì đạo đó là ông Ba Thới cho biết đó, đạo Phật diệu diệu thâm thâm, dầu mà tận thế thì ngàn năm vẫn còn. Còn ai? Phật Thích Ca Mâu Ni ngày đó, quý vị nhớ kỹ Phật Thích Ca Mâu Ni có làm chính trị không à? Không, tuyệt nhiên là ngày đem có giáo lý giải thoát mà truyền. Cho nên chi 2518 năm là năm này đó, đạo Phật cũng vẫn còn tồn tại ở trên năm châu này. Phải không? Là nhờ đạo Phật không làm chính trị, không làm quân sự. Mà bây giờ qua cả ngôn này đó, tại cái ngôn tranh đấu nên chi thầy mới cho biết rất rõ nè. Giáo lý giải thoát chẳng những được truyền bá ở Thiền Lâm mà còn thực hiện trên trường chính trị. Vậy thì bây giờ nó liên đới, vậy cho nên mới hỏi thêm câu nữa, hỏi đạo Phật á,
cái đạo của thầy với đảng của thầy có liên hay không? Nó liên nó liên lạc vô cùng mà. Bây giờ cho chúng tôi trình bày điều này dễ lẽ nha. Có nhiều anh em cắt nghĩa ngược cái thế này nè. Nói thầy nói giáo lý giải thoát trong những truyền bá thiền lâm, chẳng những dạy người ta tu giải thoát ở thiền lâm mà còn đem ra làm chính trị. Thưa quý vị, sai, sai cho đến 100% sai. Sao hả? Bây giờ mời quý vị cùng chúng tôi theo cái ý đức thầy chúng ta mà hiểu lại có phải không à? Vì thầy xác nhận là giáo lý giải thoát chẳng những được truyền bá thiền lâm, thiền lâm là tất cả các ông tu mà xuất gia vô trong rừng, trong chùa, ở trong núi, các chùa, các am tu giải thoát trong đó, mà thầy còn xác nhận nè, mà còn phải thực hiện trên trường chính trị. Thực hiện là gì? Thầy đem cái giáo lý giải thoát này trên lên trên trường chính trị mà dạy cho những người làm chính trị đặng tu giải thoát, phải không? Chứ đâu có phải mà đem đi làm chính trị là chết cái đạo Phật là còn gì đâu. Đạo Phật bao giờ làm chính trị, nhưng mà đem cái đạo Phật dạy người làm chính trị đặng tu giải thoát luôn đó. Người làm chính trị là ai? Là vua, là quan, là quân. Còn mấy cái người này mà thiếu tinh thần đạo Phật đó, đi tới chỗ sát giết tàn sát sanh linh là đi điển hình đó nha. Để nhị thế chiến quý vị nghe coi, nhớ coi đó, là năm 1939 đúng không? Thì là ngày mùng 3 tháng 9 nó bùng khởi tại Âu Châu. Đọc tài là ai? Đọc tài là Hitler đó. Đọc tài là Hitler với Mussolini đúng không? Không đạo đức đó. Quý vị thấy coi nhân loại chúng sanh chết biết là bao nhiêu mà kể. Cho nên vì thế mà hôm nay Phật mới đau lòng lâm phàm, đem cái giáo lý giải thoát của Phật Thích Ca Mâu Ni Từ Phụ mà đem vào dạy tất cả người làm chính trị phải có đạo đức, đặng đem lại cái sự an lạc cho loài người, kiến tạo một xã hội công bình và nhân đạo. Vậy thì bây giờ xin trả lại, đạo Phật với đảng đó, cái đảng đức thầy và cái đạo đức thầy nó rất là liên đới với nhau, nó rất quan hệ với nhau. Vậy thì đảng đó có cái bổn phận phải cứu nước cứu nơi, còn đạo đó thì để cho con người mà chưa có đủ cái khả năng đó làm được vô bên đảng thì ở nhà phải lo tu liền, niệm Phật ăn chay. Nhưng mà đọc đó có năm câu nguyện đó nha, sớm chiều phải lo cầu nguyện cúng lại, cũng như mới bao nhiêu người ở bên đảng kia vậy, bao nhiêu người sông nước mặt trận vậy. Vì năm câu nguyện này đó, nhất nguyện, nhị nguyện, tam nguyện, tứ nguyện, ngũ nguyện, đó là tứ anh đó quý vị à, nó ăn hết nổi rồi. Vậy thì ở đây về cái Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng đức thầy và cái đạo đức thầy đó, thầy mở đạo và lập đảng đây đó, nó rất tương đồng. Chúng ta nên nhớ rằng muốn cho tương đồng được là chúng ta phải có lòng từ bi bác ái là tương đồng à. Dù ở bên đảng mà có lòng từ bi bác ái thì nó như bên đạo vậy chứ chi đâu. Giống như ông Khương Thượng ra cầm cái việc công lý mà thưởng phạt và phong thành đó, là ông có sứ mạng, cho nên vì thế mà quý vị đừng có nói trên máy nữa. Nó không có gì gọi là bình tĩnh, không bình tĩnh, chúng ta cứ phận sự mà làm. Bây giờ tôi hỏi tất cả anh em đây đó, ai còn thắc mắc điều này? Cái đảng của thầy là một cái đảng hết sức là diệu dụng, lành mạnh, để lành mạnh hóa dân tộc Việt Nam chúng ta. Một cái đảng chính trị, thôi bây giờ cho chúng tôi trao đổi chính trị đi. Chính trị là gì quý vị? Quý vị ơi, chính trị của Lão Tử, của Khổng Tử, quý vị à, chính trị này nó tốt lành làm sao á? Chính là gì, trị là gì? Chữ chính nó là chương chính đó quý vị à. Chị trị là sắp xếp cho yên trị đó. Rồi lâu lâu đời quá rồi, 2500 năm nay đó, người ta định nghĩa chính trị nó sai đi. Bà nói chính trị là nó lao giỏi, chính trị là thủ đoạn, là biến trá, là mưu mô, là chính trị là lầm. Lầm cái danh từ chính trị. Đây nè, thầy dạy chính trị nè, chúng ta nên nhớ rất rõ là sao chẳng lo chính trị quá nhơn, mãn lo tìm kiếm tước quần thất tỳ, vọng tưởng lấn chân được lấn chân đường lành. Chánh kỷ quá nhân đó là chánh kỷ đó. Thầy dạy mình tại sao mình không lo chánh kỷ đi mà quá nhân. Chánh kỷ là chánh trị, quá nhân chánh là chánh đó, còn quá nhân là trị đó quý vị à. Vậy thì bây giờ xin trao đổi rõ, xưa Khổng Phu Tử ở bên Tàu đó, trước đó xu 551 năm đó, ngài thấy cái thời Đông Châu nó loạn, ngài mới đưa ra cái phương pháp chánh trị. Nhưng mà ngài đưa tới nước nào người ta hay hỏi lắm, bây giờ làm chánh trị như thế nào? Ngài nói giải thích, ngài không giải thích chánh trị mà ngài giải thích chánh danh. Là vì Lương Quỷ Dương hỏi ngài đó, thì ngài trả lời là nó chánh danh đó, vua phải ra vua đi, tôi phải ra tôi đi, con phải ra con rồi, cha phải ra cha, chồng phải ra chồng, vợ phải ra vợ, em phải ra em, anh phải ra anh, như vậy đó là chánh trị đó. Quý vị ơi, nó sáng như ban ngày, nghĩa là chương chính đi, mình đem cái tài chương chính mình nghề pháp cho an trị đi, trên vua dưới quan, rồi quân thành phụ tử, cha con chồng vợ anh em chân thật với nhau đi, ăn ở cho tam can ngũ thường đi, thì nước khỏi trị cũng trị nữa.
không sắp xếp yên trị cũng vẫn yên trị như thường à. Cho nên điều thứ 8 Đức Thầy dạy đó, điều thứ 8 tóm tắt ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha là như vậy là chánh trị rồi đây nha. Là gì? Con một cha là nên ruột nè, đâu còn giết nhau, đâu còn cắt đất chia hai, đâu còn sông bến hải, đâu còn cầu đường lương, phải không? Như vậy là chánh trị đó, nếu mà chúng ta biết thương nhau như con một cha đó là chánh là trị đó. Chánh là chương chính, trị là sắp cho yên trị từ nhỏ đến lớn, từ dưới lên trên. Cho nên yên trị là chính trị. Vậy thì đảng Việt Nam Dân Chủ Xã Hội của thầy là một đảng chính trị lành mạnh quá dân tộc Việt Nam, đưa dân tộc Việt Nam tới đến vinh quang, và thế giới năm châu này cũng thế. Ông Ba Thới cho biết là bây giờ nhắc ra thế chút đi rồi thôi, dài lắm nó không hết đâu. Nhờ ông Hồng Ngãi thông cảm với dân chủ nha. Ông Ba Thới chỉ biết như thế này nè: Di lạc Phật tổ năm nơi, các ban ngược tiểu tới thời tự do. Ông Di Lặc Phật đó là thầy chúng ta đó, đi đủ năm nơi là đủ năm châu rồi đó ông. Là các ngược tiểu được tự do trên, nghĩa là từ trên tới dưới thuận hòa hết, không còn. Sứ mạng của Ngài đó là Ngài phải làm cái bổn phận là đi trên cõi Ta Bà mà dạy dỗ chúng sanh. Trên lời đoạn khác thầy cho biết nè: Lòng sầu riêng thở nên nguy bớt, đừng thở than bận đến lòng ta. Lúc thầy xa vắng là mình đừng có đầu buồn, thầy dặn mình phải nguy bớt đi, đừng thở than quá động lòng thầy. Để cho thầy đi dạo Ta Bà, đặng dạy kẻ đàn xa chưa rõ. Vậy thì dạo này thầy chúng ta đi trên năm châu dạy loài người thế giới này, cho trở về chính trị nè, chân chính và trị an. Đặng một ngày kia trở về Lâm Hoa Đại Hội, thì mời ông Sứ Ngôn hỏi lại dân chủ coi còn thắc mắc điều chi nữa không. Rất liên quan, đảng và đạo rất liên quan. Vì nó không là xin cho qua câu khác, còn có cái linh ngay đây. Mời ông. Kính thưa ông, những điều ông trình bày vừa qua chúng tôi thấy rất thỏa mãn, cho nên đề tài này chúng tôi xin thông qua. Bây giờ theo quy trình chúng tôi đọc lên những câu hỏi của chư quý đồng đạo hỏi tới đây. Đây là ông xã trưởng xã Vĩnh Thái, kính thưa ông cố vấn. Trai nhỏ tuổi đời này lăng mạ, bị vô minh cặn bã loài người, kể từ rài cười một khóc mười, kẻo chúng nó dễ ngươi Phật Thánh. Kính thưa ông, hôm nay chúng tôi được ông xã trưởng đặt câu hỏi này, và chúng tôi đặt vấn đề để hỏi có ý thức thêm là một vài nơi gần đây chúng tôi có dịp đi con đường lộ này, địa phương này, thì tôi cũng thấy một số thanh niên cao bồi làm những điều bất phải. Riêng cá nhân tôi có thầm trách chính quyền ở một vài địa phương lân cận này, nhưng mà hôm nay chúng tôi được thấy ông xã trưởng có lưu ý hỏi được câu này, tôi có lấy làm mừng và tôi hối hận lại cái sự trách của tôi. Nhờ ông giải thích theo lời của ông xã trưởng hỏi. Xin thưa quý vị, thật là triệt đáo đó. Là tại sao vậy? Là tôi đi các nơi ít có mà xã trưởng chính quyền chỉ giữ an ninh yểm trợ cho mình mà thôi, chứ ít hỏi câu giảng với thầy lắm. Mà bữa nay được xã trưởng hỏi là thấy cái tấm lòng lo đạo của ông xã trưởng triệt đáo rồi. Mà lại nữa, chắc là ông chấp nhận qua cái lời tiên tri của tổ thầy rồi. 35 năm nay rồi mà bây giờ nó trúng á. Bây giờ chúng đọc lại bốn câu này, mà bốn câu này ở đâu quý vị? Ông xã trưởng rút trong quyển tư, tức là cái quyển giác nơi tâm kệ, mà cho xuất xứ luôn đi. Cái quyển này Đức Thầy viết vào ngày 20 tháng 9 năm 1939 tại Tổ Đình. Từ bữa nay ông xã trưởng hỏi bốn câu à. Trai trẻ nhỏ tuổi đời này lăng mạ, bị văn minh cám dỗ loài người, kẻ từ rài cười một khóc mười, kẻo chúng nó dễ như Phật Thánh. Ông hỏi bốn câu à. Đáng lý chúng tôi phải đọc trước ít câu, đọc sau nữa ít câu, nhưng mà xem lại đồng hồ thì nó đêm nay khuya quá, sợ cô bác anh chị em mỏi mệt lắm. Thôi bây giờ đi nghe về bổn phận của mình mà trao đổi qua cái ý hỏi của ông xã trưởng này. Vậy thì bốn câu này là của Đức Quỳnh Giới Chủ viết ở trong quyển tư, tức là quyển giác mê tâm kệ, rồi ông nam xã trưởng ở trong xã Vĩnh Thới này mới nêu lên. Như vậy đó, mời cô bác bên ngoài có thấy rõ thầy chúng ta phải là ông Phật không à? Rõ là ông Phật rồi đó. Biết trước nói trước nên 35 năm nay nó trúng y à. Bây giờ trở lại, trẻ nhỏ tuổi là đời này lăng mạ, từ câu 1 mà chú giải. Câu số 1 đó trong 4 câu. Lăng mạ là gì? Mà thầy xác nhận cái trẻ nhỏ tuổi đời này nó lăng mạ nha. Bây giờ tra lại từ điển đi nha ông xã trưởng. Từ điển của Đào Duy Anh nè, từ điển của Đào Văn Tập nè, từ điển của Biểu Kế nè, từ điển của Trịnh Văn Thanh nè, từ điển của Đoàn Trung Còn. Chúng ta mới thấy cái danh từ lăng mạ đó. Lăng mạ là chửi bới với nhau, chứ lăng là lăng nhục, mạ là mạ lị. Hai danh từ này ghép chung lại là trẻ nhỏ tuổi đời này nó gặp nhau nó cứ chửi nhau. Có không xã trưởng? Có rõ ông xã trưởng ơi.
nó gặp nhau người ta là DM nha. Còn có dám thực lại ông xã trưởng à? Nó ngượng ngượng cái miệng làm sao mà cái gì nó làm ngọt lộn nè. Mà nó không có nói mẹ này mà nó nói má ngọt vậy đó. Mà ông xã trưởng ơi, tôi đau lòng làm sao ông xã trưởng? Đau gì? Xét lại thì nó con và cháu tín đồ của cháu Hồi Hảo chứ ai đâu xa lạ. Mà cha mẹ ông bà mình tu, tại sao mình cho cao bộ hít đi lạ vậy chứ? Họ biết nó học cái trường nào? Thiệt là hội đồng trị sự trung ương chúng tôi đã từ năm 1967 tới giờ đã mở khóa không biết bao nhiêu để cho nó học cái đạo của thầy đó. Thầy dạy không? Lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi thốt ra đoan chánh hiền từ, mà nó có nghe lời thầy. Cái gì nó có chịu lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch mà gặp nhau cứ chửi nhau. Trẻ nhỏ tuổi đời này lăng mạ có không xã trưởng? Lăng mạ rõ ràng nó lăng nhục nhau, nó mạ lị nhau, nó làm xấu hổ cho nhau mà ai hỏi ngược lại thằng kia hỏi mày đê em ai mày làm thinh. Thằng kia nó mày đê em mẹ mày chơi cũng làm thinh. Vậy là còn gì là mình? Mấy em mấy cháu nghĩ coi đó, hồi xưa người ta nuôi bây giờ lỡ nói luôn nhau xã trưởng. Bữa nay có quý bà lão được biết rõ lắm, khoa học bây giờ chế xe chế tàu mình bỏ ngựa mình nuôi nha. Trời, trước mình nuôi ngựa đang đi, thường thường đi xa nhà có ngựa mà con ngựa nó trung lắm. Con ngựa mẹ mà đẻ ra ngựa đực rồi đó, mà rủi mình đem nuôi khác tàu đó, sao nó lớn lên trở lại mà để nó nhảy lầm mẹ cái chết. Con ngựa mà nó trung thành vậy đó mấy cháu à, tại sao mình nhà mẹ mình làm chút đường chút xá hoài là còn gì là mình chứ? Thì cái điều này đó nên nói lắm, nên trao đổi với mấy cháu nè. Nói hy sinh đời cái xác của bác đây của chú ấy nè, có chết cũng được đi để mà cứu mấy cháu cho khỏi cái chết. Nhà mẹ mình mà cứ mà làm hoài chút đường chút xá chứ hạ nghe con nghe sao cho được chứ? Phải thử cắt được cao minh đây coi đó, cao đồ đây coi đó. Cái điều đó nên hay không? Mở khóa hoài mà không chịu học theo giáo lý của thầy mà ăn ở, đặng mà sống. Mà nó học ở trường nào đâu ở Sài Gòn á? Mà thiệt học ở trường Sài Gòn thiệt á? Là vì Âu Tây nó tràn vô Sài Gòn trước, Âu Mỹ nó vô Sài Gòn trước rồi cứ bắt trước đó. Cao bồ hippie du đảng. Được đưa em, làm lên miệng nha. Nó không hết nổi đâu. Ông xã trưởng ơi nói sao hết được. Thầy chúng ta là ông Phật xưa, tức là cổ Phật. Biết trước 35 năm nay đó. Vậy thì đề nghị với mấy cháu mấy em đừng có đê em nữa nha. Đừng có chửi bới với nhau nữa. Hồi nãy ông giảng viên Nguyên Tiểu trình bày phớt qua đó, ông Ba Thối đã rầy đó. Chửi thề đéo mẹ đéo cha, sao nãy nói giờ lặp lại nó trùng thôi không lặp nữa. Đừng có chửi thề nhau nữa nha. Mà lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi thốt ra đoan chánh hiền từ, tức thiện thì thường có phước dư, bằng tức ác quả ương gieo đánh. Mình nói cái đó ác lắm mà cái quả nó tới như mấy cháu, từng nó chế tới rồi trốn không khỏi đâu. Việc tu thân thiện tính lẫn hờ, chừng quả đến e cho khó tránh mà cái quả nó tới tránh không được đâu mấy cháu à. Giặc giả nè, chết dịch tả nè, thôi đủ thứ chết, từ năm chèo nổi lên nước đủ thứ chết hết trơn mấy cháu à. Ráng mà tu nha, ráng mà sửa cảnh ngôn khẩn hạnh lời nói của mình, đừng có chửi bới nhau nữa. Thôi tới đi. Trẻ nhỏ tuổi đời này lăng mạ tới nữa, bị văn minh cám dỗ loài người. Có làm gì mấy bác, mấy chú, bị văn minh cám dỗ phải không? Mà văn minh ta nói hay lắm mà. Văn minh là gì? Thôi định nghĩa văn minh đi. Chữ văn đó là văn vẽ, tức là chữ nghĩa đây. Còn minh là sáng suốt, cái thời này đó nha. Họ sáng suốt vì văn chương ghê gớm lắm. Nhưng mà nó có hai thứ văn minh vật chất và văn minh tinh thần. Văn minh vật chất á, nó lấn át cái văn minh tinh thần. Vì thế mà đời này đồ trị đó, thầy cho biết nè, đời văn minh vật chất bỏ gương xưa, nghiệp tổ tiên con cháu dày bừa, học thói mới lăn loạn theo sở dục. Có ông cô bác anh chị em, thầy chúng ta là ông Phật mà không biết trước, cho nên bị văn minh cám dỗ loài người. Nó làm hấp dẫn quá, không cám dỗ sao được. Thôi nói lại nó luôn đi, nói bên trai không mà không nói bên gái đó. Là mấy cháu trai tụi nó trách tôi, nói bác hai bữa nay ghét chúng tôi cứ nói bên tôi hoài à, hay là thương chúng tôi rồi nói bên tôi rồi không nói dùm bên gái. Đây thầy cũng cho biết rõ ràng là gái cũng vậy đó. Bọn gái mới ra đường tha thước, bỏ hết trơn nghề nước ông chó. Nó thầy mình cũng tiên tri trước vậy chứ, 35 năm nay rồi bây giờ nó cũng trúng nghi à. Vậy thì mấy em gái đừng có cao bồ hít đi du đảng nữa nha. Ai nghĩ coi nó đê em là bên trai nó đê em đành đi, mà gái nó cũng đê em nữa vậy à. Có không cái gì? Nó đê em nữa vậy à. Mà cái đó thôi không có quan hệ chi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng phong tục lễ giáo nước nhà, cái người con gái phải có tam tùng tứ đức. Tam tùng là tả gia tùng phụ, xuất gia tùng phu, phu tử tùng tử. Tứ đức là công, dân, ngôn, hạnh.
Mà tại sao bây giờ đi bắt trước cao bồi hết biên chi vậy? Vậy thì mấy cháu ơi, dáng như mấy cháu, dáng là theo cái gương xưa tổ phụ chúng ta dạy đó nha. Và thầy dạy cho biết rõ nè, trai trung liệt đáng trai hiền thảo, gái tiết trinh mấy gái nam chào, đừng chạy theo văn minh vật chất đó. Thầy cho biết bị văn minh cám dỗ loài người. Bây giờ thôi trao đổi điều này chút đi. Trai trung liệt là gì? Trai trung liệt đó, chứ trung đó là hết lòng, chứ liệt là tiết liệt, tiết tháo đó, là người gan dạ can trường mà không đổ lòng thai dạ đối với nước non nhà, dù phải mất mạng đi nữa đó cũng không làm, không phá rối sự an ninh của dân tộc mình, nhất định là đem lại cái lợi lạc của dân tộc mình. Đó là trai trung liệt đó, không chạy theo ngoại lai, không đầu một, không thờ một tổ quốc nào. Đó là trai trung liệt đó mấy cháu. Cho nên ta nói gia bằng tri hiếu tử quốc lạng thức trung thành nữa mà, phải không? Vậy thì không thờ mặt ngoại lai nào, đó là trai trung liệt đó. Vậy thì nói sao cho nói cái chữ trung này, còn thôi giờ tới nữa đi, cho đây nghi vấn không phải thuyết trình. Chứ hai câu này đó nghe, bốn câu này ông xã trưởng ơi, 4 tiếng đồng hồ chưa hết ông xã trưởng à. Thôi rồi cho chúng tôi tới nữa đi. Gái tiết trinh mấy gái nam chào, mấy cháu gái ơi dám tiết trinh nha. Mà tiết trinh là gì? Tiết trinh là trinh là khi nào chưa có chồng còn ở với mẹ cha đó, phải giữ trinh, đừng để cho mất trinh. Ai có mà cám dỗ gì đời quyến dựng thế kệ, mình cũng giữ cho được còn cái chữ trinh để cho cha mẹ gả mình, hay hoặc là mình tu hành để giải thoát thì mình cứu cha mẹ mình. Còn nếu có chồng rồi đó nha, phải giữ tiết cho mấy cháu. Mình có chồng rồi phải thủ tiết à. Mấy cháu đọc lại sách tử, tử xưa coi. Hồi xưa đó nha, các ông chinh phu đó đi đánh giặc đó, là mấy bà chinh phụ ở nhà đó không, mà rủi ông chinh phu rồi chết rồi đấy không, người ta thờ chồng nuôi con à. Thế tình là thờ chồng nuôi con đó, nhất định là không tá giá đó. Mà chẳng những không tá giá nha, ai mà lỡ đụng vào mình ta đó, người ta tự tử liền à. Phải không? Phải không mấy bà? Phải không mấy ông? Còn bây giờ nó đụng rầm rầm ở ngoài chợ, không thấy chết gì trơn trời. Nó đụng rầm rầm vậy mà tiếc cái gì? Vậy thì phải tiết trinh bây giờ mới được. Gái tiết trinh mấy gái nam chào, ngày sau lập lại đời đó, thầy trở lại chọn lọc đó, thì trai trung liệt mới đáng trai hiền thảo được lên hội Long Hoa. Gái tiết trinh mấy gái nam chào mới được lên hội Long Hoa. Sao làm dân thật quốc mượn sự thái bình, chứ đừng để dân minh cám dỗ nha. Vậy thì trẻ nhỏ tuổi đời này lăng mạ, bị dân minh cám dỗ loài người. Bây giờ tới hai câu sau. Kể từ này cười một khóc mười. Chà, tới cái vấn đề cười một khóc mười thì nói sao cho hết. Dẫn điểm tích xưa và nay đó nha, là 1 tiếng đồng hồ chưa hết đâu ông xã trưởng ơi. Nhưng mà thôi nói gọn đi, vui cười có một coi mà đau khổ tới 10 lên. Mà có ai không vậy đó, thôi nói gọn vậy đi cho không có dám dài dòng nữa. Bây giờ tới nữa, kẹo chúng nó dễ nuôi Phật Thánh. Nếu không có sự trừng trị đó đó, thì là tất cả mấy em mấy cháu đi chê Phật Thánh không có linh, không có. Vậy có ai không nha, thôi trở lại cười một khóc mười chút đi à. Bây giờ quý vị thấy có phải cười một khóc mười không? Có gì đâu, bây giờ nổi cái bắt buông dịch không là cười một khóc mười rồi đó. Vui tới một ha, mà buồn tới mười. Mới cái cưới vợ dài 3 tháng rồi bắt đi quân vậy sao? Chàng mà tôi đi ra mặt trận rồi thì vợ ở nhà cũng khóc, chồng ra mặt trận cũng khóc. Cầm cái súng mà canh mà gác đó, tôi có làm binh nghiệp chú biết là 11 năm mấy cháu, 11 năm rồi. Chú biết rõ cho nó, ra mà ngồi mà gác rồi mới nhớ đủ điều chứ. Nhớ giặc nó tới nó giết mình, nó giết bạn, là phải chăm chú đó mà coi giữ gìn. Rồi nhớ nữa cha mẹ ở nhà lạnh lẽo, ở đâu ốm không ai. Mà nhưng nhớ con đều nhớ vợ mình đó nha. Trèn tội nghiệp cho nó biết bao nhiêu ở nhà một mình. Phòng không như quạnh chiếc bông bơ dơ, với phụng không người mà lan giấm bản. Trong tuổi thanh xuân đó, thì lặn lội trong bể tình, chìm đắm trong nguồn anh để ái. Mà tại sao hôm nay như vậy? Rồi nước mắt rơi xuống mấy cháu ơi. Chú bác có biết. Cho nên cười một khóc mười, khóc tới mười, không có vui sướng vậy. Đời nào có vui sướng vậy đó. Còn vợ của mấy cháu ở nhà cũng vậy đó, cũng khóc nữa, có vui sướng gì đâu. Chồng đi mặt trận, vợ ở nhà cũng khóc. Mà chẳng những vợ, mẹ cha khóc, cô bác khóc, anh em khóc, cười một khóc mười mà có vui gì đâu. Mà bây giờ vui quá, gặp tivi coi cười rầm rầm, cười rộ rộ lên. Bởi tôi thường nói hoài đó, cười hoài thầy chưa về đâu. Phật độ khóc nó chẳng độ cười. Chừng nào chúng ta khóc qua Phật nó trở về độ chúng ta, còn cười giỡn hoài là Phật chưa có cứu chúng ta đó. Cho nên kể từ lại cười một khóc mười. Còn nữa, còn hoạn nạn nữa chưa thôi đó nha. Đây là nạn đói nè. Hồi nãy ông giảng viên Nguyên trưởng trình bày phần đầu đó, cho biết nước Việt Nam chúng ta hiện nay đó, không có nói đâu xa, ở trên châu đốc này nè, 2 quận Tân Châu, An Phú ngập lúa không biết bao nhiêu ngàn công.
là ba quận của cái tỉnh Kim Kim Thành đó, Thanh Nữ nè, Đồng Tiến nè, Thanh Bình nè, ngập nước không biết bao nhiêu ngàn công. Rồi lần lượt dài dài xuống như này bị cái trận lụt ở ngoài mà đảo Hoàng Sa đó, tới ngày 28 tháng 6 đó, tới ngày 6 tháng 7, dọn dẹn có 8 ngày mà nước lên một thước 8 nước đó, cô bác nghĩ có lúa nào mà theo kịp chứ. Thầy tiên tri cho biết nè, kể từ nay đó, đối với nghèo sắp đến bây giờ, đối với nghèo sắp đến bây giờ, và còn nữa nha, sắp đau chết kẻ thôi vô số, thêm tà ma yêu quái chặt đường. Đau chết vô số, đây cái xã của tôi đi nè, bây giờ còn đọc giả nó chỉnh rầm rầm như đó, đọc bằng cầu nguyện mỗi đêm. Chết một loạt 6 đứa, 7 đứa, 10 đứa, 12, 13 đứa, chết một loạt vậy đó. Thực quản với nhau trên nè, rồi ban đêm mấy cụ lão mà nằm chim bao, cả năm 10 ông già thấy gì đó, không phải mê tính. Nằm chim bao thấy ngoài tàu binh chạy vô 3-4 chiếc, vô tới dàm cái đậu lại nó có được à. Ở đây người ta đọc giảng của Đức Quỳnh Tứ Chủ, người ta đọc niệm Phật trên cây không à. Ở đây người ta tu hết rồi, đi ra, chạy trở ra, đốt chết cái đạn trong, chết đạn ngoài. Cho nên bây giờ ở trên tôi đó, cái đoạn trong người ta cầu nguyện mỗi đêm, bây giờ con cầu nguyện ngoài mà. Mời tôi về đó, mà thuyết cho mà về sao được, bây giờ đi cắt nơi là làm sao được. Bây giờ trở lại ông xã trưởng à, kể từ rài cười một khóc mười nha, cái chuyện vui thì ít, mà chuyện khổ thì nhiều. Thi trừ cái tu ra đó, không làm sao giảng hồi được đâu xã trưởng ơi, và tất cả mấy em mấy cháu à, ráng tu. Ở đây cô bác là ta tu rồi. Tăng minh cám dỗ loài người, không nghe ông xã trưởng nêu lên bốn câu của thầy hồi nãy sao? Thầy đã cho biết rõ rồi, rất rõ ràng là trẻ nhỏ tuổi đời này lăng mạ bị văn minh cám dỗ loài người rồi. Nó bị cái văn minh cặn bã này nó cám dỗ. Ai nghĩ coi thôi, bây giờ cô bác cho phép nha, chúng tôi trình bày điều này chút tội nghiệp cho mấy cháu, nó có biết. Nó tưởng nó làm cái đó là đúng rồi, nó theo tăng phụ nữ đời này. Ông xã trưởng là tất cả các bậc cao minh, các bậc thanh nhào nhân sĩ ở đây đó, và ông mà thiếu quý trưởng của quốc gia đây cũng nên biết, và trưởng thân khu nên biết rõ lắm. Quý vị đọc báo đọc chí biết rõ lắm mà. Thời này người ta theo tân phụ nữ nhiều, bởi vì ở bên Âu Mỹ ở tràn vô nói bắt đàn bà con gái mà ở trong bếp là mấy ông bất công. Tại sao đàn bà con gái người ta cũng có mặt mày, tại chinh tới lương tri như mình mà bắt người ta ở trong bếp không à? Theo cái thuyết của Khổng Giáo đó, đóng khung đàn bà ở trong bếp là thằng nữ lưu thì khuê môn bất xích, cửa đánh khen dài chưa chịu giá mai và coi sóc gia đình, quét thước gia đình. Như vậy là bắt đàn bà ở trong bếp, như vậy là mất tự do, không bình đẳng. Âu Mỹ người ta la lên, người ta mới viết ra cái bộ mà tăng phụ nữ, bộ sách tăng phụ nữ, người ta mới cho không mà Việt Nam chúng ta đó, để chúng ta coi coi cái tăng phụ nữ bây giờ nó làm gì. Tự do ngôn luận, tự do lui tới, tự do bình quyền gái trai được nói chuyện với nhau ngoài đường ngoài xá. Bởi bây giờ nó bắt chước đây rồi, nó cứ cặp bè các bạn ngoài đường, trai cũng nắm tay gái được nha, gái cũng nắm tay trai được. Quý vị coi TV nó ảnh hưởng, ai nghĩ coi lạ quá cái lại cái nó kêu mặt nó hôn nhau cái rồi nói chuyện sao nam nữ à. Cái đó là cái phong tục Âu Châu và phong tục của Mỹ Châu. Cái phong tục đó của người ta nó tốt, bởi vì cái đó là cái thói quen của người ta. Còn mình mà hung nhau một cái là coi mạng, phải không? Coi mạng luôn chứ gì. Bây giờ tôi nói hoài rồi nè, mấy cháu mà muốn bắt chước cho người ta đó là phải hiểu rõ cái chương trình đó cho như thế nào sẽ bắt chước. Mình không có thiếu gì hết trơn á, đi bắt chước đó làm chi? Tự do ngôn luận, tự do đi lại, tự do hội họp với nhau. Mà tôi xin có một điều là đừng có tự do trang ban nhãn ương nữa thì được. Tôi sợ con cái là tự do trang ban nhãn ương là tội nghiệp cho phong tục lễ giáo nước nhà. Mà lại mình là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, còn gì là dân nghĩa của cha mẹ mình, còn gì là tín đồ của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Vậy chúng ta nên nhớ ra, lơ lửng như vậy mà chúng ta lả lơ như vậy thì nó nguy hiểm cho phong tục lễ giáo biết bao nhiêu. Mà chúng ta là tín đồ đạo Phật nữa, chúng ta phải có một cử chỉ đặc biệt, nam nữ thọ bất thân. Vì thọ đây, tôi xin trả lời với ông mà hỏi đây nè, đây là một trường hợp bất khả kháng mà thôi. Không khi nào cha mẹ muốn cho con như vậy, nhưng mà tại trường hợp bất khả kháng là ra đường nó học theo cái cao đồ hippie này sau đó là cha mẹ không có hay. Thành ra nó nắm tay nhau, nó cặp bè cặp bạn, nó thả tóc nó đi với nhau à. Cái đó cha mẹ không có hay, ông Tổng Nguyễn Thị à, ông Hồng Hải à. Vậy thì chúng ta có bổn phận. Bổn phận gì? Nhắc nhở thường xuyên lên cái phong tục lễ giáo nước nhà, làm tốt cho cha mẹ chúng ta. Tại gia thì giữ trinh, có chồng thì giữ tiết, chúng tôi nói khi nãy đó. Và nam nữ thọ bất thân, không có gần với nhau, chứ đừng có nắm tay nhau, không được. Con mấy cháu nguy lắm, bị tôi thấy trước mặt tôi nè, hồi nãy à. Thấy nắm tay nhau mà lạ quất ha. Mình tưởng đâu rồi nó là bè bạn với nhau. Ai về đâu lát rồi đi xa, đi về rồi hỏi thăm lại bà con nữa nó không. Chú đó cái cô đó không có quen. Tèn đó cơ, vậy sao nắm tay, tôi gặp nắm tay hồi nãy nè.
Thưa quý vị, vì ở đó bà Na bị nó thấy ở bên Âu Châu người ta kìa. Tôi lặp lại cho anh Tổng Thị nghe nha. Nó thấy Âu Châu chẳng những nắm tay mà gặp nhau ôm hôn cái ra lọ nói chuyện sao. Rồi bây giờ em cháu mình lập tưởng đâu cái đó là tốt, nó bắt chước. Mà mình coi chừng nha, coi chừng giùm nó, coi mạng hết trơn nha. Không có được, của người ta thì được, mà mình không có được. Mình phải rất là đặc biệt mới được. Vậy thì bây giờ tôi xin thưa với cô bác anh chị em, cái chuyện đó không khi nào cha mẹ hay biết, và giàu có hay biết đi nữa đó, thì chỉ một tiểu số nào thôi. Vậy thì chúng ta đã có bổn phận coi chung nhau, cấp trị sự đó, ban trị sự ấp nè, ban trị sự xã nè, ban trị sự quận, tỉnh, trung ương, và tất cả giảng viên, tất cả người có nhiệm vụ trong đạo đó, chúng ta phải xem xét chung cái thân tịch của chúng ta. Để làm chi? Sau năm châu họ vào trong Việt Nam chúng ta đã bắt trước. Thầy cho biết nè, ước mơ thế giới lân hòa hảo. Thầy ước sao cho thế giới này mà trở về gần hòa hảo, đăng nhà Phật con tiên. Con tiên gì lạ lùng vậy? Con tiên gì mà nắm tay nhau rồi mà cặp bè cặp bạn trai gái gì là phải con tiên hay sao? Làm cho thế giới họ vô thịnh nhổ à. Mình phải làm sao cho xứng đáng là con tiên mới được à. Tiên không danh không lợi không tình nha. Không làm chuyện lem ó nha. Không làm chuyện xấu xa đen tối nha. Vậy thì muốn làm cho nhà Phật con tiên chúng ta được ở đó, thì chúng ta phải ráng tu như mấy cháu. Dán à, đừng có chạy tới coi bồ hippie du đảng nữa nha. Vì là nó có xảy ra một vài việc ở trong thiên giảng đó, là cái chuyện đó không ai chấp đâu. Làm sao được? Bởi vì con nhiều cha ông Tổng Nhân Thị ơi, chứ cô bác ở đây thấy phân thắc không? Bên ngoài bên trong chị em tôi đứng phân thắc ông Tổng Nhân Thị à. Ta theo dõi cái giáo lý của thầy phân thắc mà có gì đâu. Xảy ra một vài người không đáng kể. Bây giờ có đến nữa đó nha, thì xin thưa rằng là kẻ vung chừng nấy làm mồi cho bày ác thú đền bồi tội xưa. Ông Tổng Nhân Thị và cô bác à, nếu mà nó hiền hết như mình, nó tử tế hết như mình nữa, cọp ra là mình lấy ai mình đút vô? Không lẽ mấy ông bắt đứng đút vô chứ, phải không? Phải có cái nhóm đó mới được. Vậy thì coi chừng mình khuyên dùm nó, cho không phải mình ác tâm mình để cho nó làm gì, đâu nó vô miệng cọp, không phải. Mà mình phải khuyên dùm nó đi, mình làm hết bổn phận. Ông Tổng Nhân Thị, thôi xin cho dừng ở đây đi, dài quá hết này giờ. Vậy thì không có trao đổi thêm, xin qua câu khác. Dạ, kính thưa ông, thì đó chúng tôi tiếp tục đảm mạng cũng nhờ ông để mà ý thức lên để đó là gìn giữ chung. Và xin xác nhận là không có thể là tôi nói cái đêm nay và không phải là cái chương trình điều gì vậy, mà một vài phương tiện ở gần đó rồi đó vậy. Thưa chúng tôi thấy vậy. À, cảm ơn, không phải chương trình nha. Dạ, có chương trình đó. Vậy hả? Vậy tôi có nói là nếu con hát không nói làm chi. Rồi, hỏi tới. Kính thưa ông, ở đây có đồng đạo Hải với hai thầy giảng, tôi xin đọc nguyên văn. Dẫm thấy cuộc đời xô sắc nãy, nhắc tay nhau đến bãi sa mạc. Thưa ông, đức thầy nói rằng cuộc đời chỉ xô sắc, tranh giận nhau nắm tay đến cái bữa chết. Như vậy á, thì thầy đã tiên trước. Nhưng mà chúng ta thấy hiện giờ cũng lấy chúng ta chia đôi, vẫn xô sắc, vẫn chia đôi, nhưng có các cuộc hòa đàm và hòa bình. Nhưng mà chúng tôi thất vọng, không thấy thành công. Đó là đời mà người bác đạo. Thầy đã giải vậy, mà đạo sản chúng ta cũng xô sắc nãy, cũng tranh giận nhau và cũng có sự hội họp, nhưng mà cũng không thấy thành công. Như vậy, tới chừng nào đoàn thể có thánh nhất, đất nước có thánh nhất và người nào có khả năng làm điều đó, ngọc mời phân giải chúng tôi là cảm ơn. Thôi gì thiệt đau quá. Ở đây thì đồng đạo nhô lên mà ông cái ông Hồng Hải nữa, ông ấy sinh hoạt kỹ lại. Gặp thấy cuộc đời xô sát mãi, nắm tay nhau đến bãi tha ma, hay là dắt tay nhau đến bãi tha ma. Hai câu này là trong cái đoạn sau cùng của giáo lý. Vì không biết viết năm tháng ngày giờ nào, cho nên mới viết sau cùng của giáo lý sao chót á. Cái này đọc đó là nêu lên hai câu này. Gió á mưa âu bùng sóng dậy, hải hùng chinh chiến xé sâu nhau. Vậy thì gặm thấy cuộc đời xô sát mãi, dắt tay nhau đến bãi sa ma. Vậy thì ở đây hai câu này đó, ông nêu lên rồi, ông còn nói rõ là biết rõ là thầy tiên tri, nghĩa là dắt tay nhau cho tới chỗ chết. Bãi tha ma là cái chỗ chôn người ta. Cái bãi đó có ai đi gọi là bãi tha ma, cái bãi chôn người, tức là cái chỗ nhị tỳ đó. Vậy thì gặm thấy cuộc đời xô sát mãi, tức là cái giết nhau mãi à. Mà tại sao xô sát đây nè, thì mình nói nguyên nhân đi. Tại danh với lợi mới xô sát với nhau, phải không quý vị? Rõ lắm, danh lợi à. Bị danh lợi xe lôi tình nghĩa. À, tình nghĩa anh em đứng mạng mà vậy đó. Mà danh lợi nó chen vô đó là xe lôi tình nghĩa này nè. Rồi mãi cứ tranh giành soi xỉa cùng nhau, hay là mãi tranh giành soi xỉa cùng nhau. Soi, xỉa, nghe không? Thôi thay mà chẳng muốn nào, tranh cùng với đoạt chừng nào mới thôi. Cho nên thầy là Phật đó, ông Hồng Hải à. Như vậy mới thấy thầy chúng ta là ông Phật có tiên tri trước mà có sao đó mà. Gặm thấy cuộc đời xô xát mãi. Cuộc đời là nói chung cho năm châu này nè.
xô xát với nhau, giết với nhau, vì dân, vì lợi, vì tình mà giết với nhau. Nhưng mà thầy cũng cho biết rõ nữa đây nha, khắp thế giới binh lương cụ túc quyết tranh giành quyền lợi xé sâu nhau, thấy nhân sanh tuôn giọt máu đào, lòng bác ái động tình rơi nước mắt. Cảnh ai đi thở than gieo dắt khắp đông tây nam bắc chịu ưu sầu. Nói sao cho hết được hồi nãy ơi, thầy chúng ta là ông Phật cho biết trước tiên kia trước nói trước mà, xô xát mãi với nhau à. Và rõ nữa đó nha, trong bài mà hòa cổ thầy còn cho biết nè, liếc nhìn thế giới can qua là giặc giả đó, ngàn muôn binh tướng xưa ra chiến trường, dốc lòng định bá bờ dương cũng vì dương với bá đó. Nó đeo câu danh lợi lấp đường nghĩa nhân, gieo đều tàn khốc cho dân khiến lòng canh phỉ bân khuân lo lường. Nói sao cho hết ông Hồng Hải và cô bác anh chị em. Vì thầy chúng ta là ông Phật đó, cho chúng ta biết trước à, cảm thấy cuộc đời xô xát mãi cứ giết nhau mãi à, rồi dắt tay nhau tới bãi tha ma, nắm tay nhau tới cái chỗ cái mộ chôn người ta, tức là tới ít nghĩa tự ở trên à, tới hết. Quý vị ơi, coi qua nhiều cái thế chiến đó nha, cũng như cổ thành năm 1972 ở Quảng Trị đó nha, anh em binh sĩ vừa thuật lại với tôi, bữa nay có quỹ bàn chánh xã, có các cấp dân quân cán chính ở đây là tôi thuật lại có sai quý vị chỉnh dùm nha. Thiệt là rõ ràng ở Quảng Trị đó, các anh em quân nhân con cháu tôi nó dựng thuật lại đó nha. Nên là bác Hai ơi, chú Hai ơi, cậu Hai ơi, không tưởng tượng được đâu cậu Hai. Tôi hỏi sao không tưởng tượng? Nó cậu nghĩ coi tại cái cổ thành tới bây giờ tôi ôn lại và các cấp chỉ huy, đơn vị chỉ huy tôi cho biết đấy anh, có phải là trên dưới 80.000 xác không chôn, nó trồng chất trên nhau, nó chết không có chôn được. Quý vị nghĩ coi phải là dắt tay nhau đến bãi tha ma không vậy đó. Mà bây giờ bãi tha ma này không có chôn, hồi trước không có chôn nhưng bây giờ chôn không được. Chôn không kẹp mà chôn gì? Đó là bị chỉ có mặt trận Quảng Trị mà thôi, còn Bình Lâm nữa, còn Xuân Lộc nữa, còn Công Tinh Lê Tô nữa, còn Thừa Thiên nữa, còn Bình Định nữa, còn Bình Xuân, còn Hoài Nhơn, Tam Quan nữa, chưa kể hết được. Nghĩa là nội cái Quảng Trị không được trên 80.000 xác không trên được, cô bác biết các nơi là bực nào. Có phải là dắt tay nhau đến bãi tha ma không? Rồi bây giờ ngại mà hỏi lên cái ý của dân chủ như lên đó, hỏi chúng tôi vậy chứ chừng nào mới hết cái này? Chừng nào mới hết mà cái giết nhau nè? Chừng nào mà hòa bình thế giới được mà nghe đâu mấy năm nay đó, ở hội nghị Geneva, rồi đến hết Geneva rồi, rồi Paris, thấy không? Vậy mà Paris đó, tức là nước Pháp đó, hội nghị đã được hòa bình hay không, ý mà hỏi chúng tôi à. Thiệt là kẹt quá ông Tổng Giám Thị, cái gì kẹt? Cái chuyện đời thầy đố có một ngày không ai biết hết trơn mà ông hỏi tôi như cái chuyện xa xăm là tội nghiệp quá. Đây thầy đố nè, ai mà biết được ngày mai, ngày nay yên tĩnh, ngày mai thảm sầu, không ai biết hết trơn đâu ông Hải à. Có ai biết không? Ai biết ngày mai có chuyện gì đâu, có gì cam kết chứ tôi lên đây cam kết kêu là làm ăn chung nhau bằng tiền liền bây giờ nè. Có ai đâu biết ngày mai? Mà tại sao ông hỏi tôi đó, ai có vạn năng, ai làm được cuộc hòa bình này, phải không? Thì cái này là chúng tôi chắc đi lối bó tay rồi đâu, bây giờ không có biết, thật tình không biết. Nhưng mà điều nói không biết là cái đó còn giấu giếm, còn ích kỷ, mang tội với cô bác là ích kỷ pháp. Biết mà điều giết một khía cạnh nào à? Sao hả? Đây nè, biết rõ lắm đó, ngoài thầy chúng ta ra là không ai làm hòa bình được rồi á. Tôi nói không phải ở đây, nói công khai có mấy ba thâu băng nói đây, từ đây ra tới Quảng Trị Thừa Thiên, từ Lâm Đồng, Tiên Đức, Long Khánh, Nha Trang, là Ninh Thuận nè, rồi đi ra tới Tâm Ranh nè, rồi tới Khánh Hòa, ra tới Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Tính, Quảng Nam, Thừa Thiên cũng vẫn nói như vậy. Cũng vẫn nói rằng ngoài Đức Bình Giới Chủ ra không ai hòa bình thế giới này được. Tại sao hả? Tại vì bằng chứng trong giáo lý của Ngài mà hôm nay có được tư cách pháp nhân, do chính quyền địa phương, tức là Ủy ban lãnh đạo quốc gia Việt Nam đã ban hành tư cách pháp nhân, chấp nhận cho lời nói của Ngài là đúng. Bây giờ trên thế giới này đó, họ đang vật lộn với nhau. Quý vị nghĩ coi, bên này gác lên dĩ sắt, bên kia họ cũng gác lên dĩ sắt tất cả những khí giới tối tầng. Nào là vệ tinh liên lực địa, nào là quả tiễn liên lực địa, nào là khinh khí, nào là nguyên tử, rồi nào là địa chấn, nào là phi tinh đêm. Họ gắn lên dĩ sắt hết, dễ gì mà hòa bình chứ. Tôi hỏi quý vị chừng nào hòa bình thì chưa ai trả lời với tôi dứt khoát. Chưa ai, tôi đi hoài cùng hết, gặp các học giả, tôi hỏi chừng nào hòa bình thì ông ngẩn ngơ hoài biết sao được. Bởi vì hai bên, ba bên, bốn bề bây giờ họ gác dĩ sắt hết trơn, chừng nào mà họ nhận nút đó chừng đó mới biết hòa bình hay không hòa bình, phải không quý vị? Đây thầy chúng ta cho biết đây nè, khắp thế giới cửa nhà tan nát,
cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại rồi khắp nơi thứ biến di thương ngại. Ai cho biết chừng đó là dùng thép màu lập lại thưởng lên, diệt tiên cơ khùng tỏ hết trơn cho trần hạ từng nơi lâu lý. Mà Việt Nam Cộng Hòa đã ban hành tư cách pháp nhân rồi, đúng đó, lời của ngài nói đúng đó, là còn một cảnh nó nghe ghê gớm lắm đó. Hết sức rõ ràng là thầy cho biết còn một đoạn khác đó, còn mỗi cuộc chiến tranh giành xé hay là chiếu manh giành xé khắp hoàn cầu ó ra mọi nơi, người gớm lắm đó là thế chiến thứ ba đó quý vị, thế chiến thứ ba. Bây giờ nói lại nó luôn nè, bữa nay chúng tôi không có dám lộ thêm cơ mà không nói dám nói thời cuộc, nhưng mà tôi hỏi quý vị đâu, quý vị có tin có thế chiến thứ ba không nè? Phải có chứ. Thứ nhất đó là 14-18, tức là năm 1914 và năm 1918 chấm dứt, chết trên dưới 8 triệu người. Rồi qua đại nghị thế chiến đó năm 1939 vào ngày 3 tháng 9 đó khai thắng tại Âu Châu, chấm dứt vào năm 1945. Phải quý vị, chết trên dưới là 25 triệu người, cộng chung lại là trên dưới 33 triệu người. Nhưng mà bây giờ con số nó vượt lên mới là độc đáo cho chứ. Hồi đó có 2 tỷ người à, tức là có 2.000 triệu dân à. Bây giờ đó, hai cái mặt trận nó giết chết 30 mấy triệu người đó, bây giờ cái số người nó vượt lên một cái là gần phân nửa nữa, nghĩa là 3.5 tỷ triệu dân, tức là 3.500 triệu dân. Quý vị thấy không? Ngoài tưởng tượng của chúng ta đó. Tại sao vậy? Là vì các cái thế giới kia họ dồn về đây rồi họ chịu trả quả. Bởi vì bao nhiêu thế giới khác đó hết thuốc rồi trở lại của ta bà này chịu khổ, cho nên bây giờ nó dồn về đây để mà chịu khổ. Thầy cho biết đến ngày trả quả âm ỉ biết bao, nói không có nổi đâu cô bác anh chị em, nói không có hết đâu. Vì cuộc chuyện này, cuộc đời này là ai hòa bình được? Ông Hồng Hải à, không có ai hòa được trơn á. Thầy chúng ta hòa bình được không được thì thôi à, này ra mà nhất định là phải hòa bình mới được. Vậy tại sao vậy? Đây vừa đọc lại một đoạn này ở trong bài Sứ Mạng, thầy cho biết rõ nè: Thập Dương Đà chỉ rõ mấy chữ quyền, chuyển lập hội Long Hoa, đó phải lập hội Long Hoa mới được à, chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng nơi, người có đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định nơi thân thứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang, phải không? Phải, trong bài Sứ Mạng thầy nói vậy không? Rõ ràng là vậy, chứ ngoài thầy ra rồi ai làm cái việc này chứ? Ai có dạng năng mà làm cái chuyện hòa bình của thế giới này? Thầy không trở về rồi ai định nơi, ai thân thứ, ai gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang? Không có ai hòa được, cái thế là chỉ có Đức Thầy mà thôi à. Bởi dậu Phật ra đời thế giới bình an thì ráng chờ năm dậu như cái gì. Chà, bữa nay lỡ bài nói cái chuyện thiên cơ thời cuộc này tội nghiệp tôi quá. Tại Hồng Hải à, tại Hồng Hải nêu lên cái đoạn này hỏi tôi thật sự là cái điều này tại vậy rồi tôi mới nói, mà đừng nói lời thầy thôi mình đâu có dám bàn, đúng không? Đây thầy còn dặn rõ, nói lỡ nói luôn à, thầy dặn rõ: ngắm trông chờ dặn thời đưa đến, đúng không? Đặng chung cùng một tiệc quỳnh tương, rồi cây ngô đồng hứng vẻ đượm xương, cho chim thuận mặt tình xòe múa ra. Thầy cho mình biết rất rõ mà. Cảnh xuân về mây lành bao tủa, cả trời nam lưới bữa thiên la. Nghĩa là cái ngày đó là ngày vinh dự nhất đó gì. Đọc qua vậy thôi chứ không dám cắt nghĩa. Bây giờ xin trả lại nữa, thầy biểu mình á: phải ngóng chờ cho thuận gặp kê, ấy thời đại thánh tiên tổ mặt. Ghê không? Biểu mình chờ cho con thuận gặp con gà đó, gà nắm gà hay như gì. Thuận đó nha, xưa mạc thương thuận gái non kỳ. Chà, thôi không dám nữa, bây giờ thôi nhưng thôi đi, đâu có dám nữa. Vậy thì bây giờ chúng ta ráng chờ, chờ cho khi nào mà con thuận gặp con gà đó, ấy thời đại thánh tiên trở mặt à. Thôi bây giờ cho chúng tôi tạm dừng đây đi, mời ông xuống lên, ông ngã lên đây coi. Để tôi xin trao đổi rõ vậy đó, thầy chúng ta phải trở lại dậu Phật ra đời thế giới bình an. Ở trời năm dậu nào đó thì chắc chắn là thế giới nó bình yên. Chứ Phật chưa ra đời là không có được à. Lượng thứ dương trần đạo dĩ an, hai lần thầy phải trở lại hai lần. Lần thứ nhất là năm 1939, lần thứ nhì là ngày giờ nào đó đó, là hai lần thầy trở lại mới yên được. Thôi giờ mời ông xuống luôn. Dạ, kính thưa ông Tổ Vấn, hồi nãy chúng tôi hỏi cái giới thứ hai nữa, rồi đạo pháp của chúng ta, nhưng mà tôi nghe ông nói chỉ Đức Thầy mới gây được hòa bình thế giới. Nếu là đối ngoại, người ngoài ta nói hòa hảo rồi chia ba chia bốn làm sao hòa bình thế giới, chuyện đó làm sao ông trả lời không? Có gì đó mà trả lời không được, nó dễ ợt ha. Tại sao mà chia ba chia bốn? Cái gì gọi là chia? Tại người ta bên ngoài ta nhìn vô nó lập. Có chia hồi nào đâu, không có chia. Mà ta dị biệt tư tưởng, ta nhắc ghé, ta ngồi riêng ta làm gì á? Chia hồi nào? Tôi hỏi là quý vị nè, tất cả bên ngoài bên trong đó, nghĩa là trên thế giới này có hai nước tuyệt đối là
ta theo dõi rất giỏi là nước Mỹ và nước Anh Lê. Ta biết rõ mình lắm, quà áo không có chia, mà dị đồng tư tưởng nhất kế ngồi riêng làm việc hả? Cái điều đó tôi đồng ý lắm mà, tôi nói đúng vậy đó. Một nhà năm bảy người con kìa, năm mười người kia còn phải ra riêng cho nó mới yên, không thôi nữa. Nó cấu xe nhau chịu còn không nổi đó. Ý có ông cha bà mẹ mà còn vậy đó. Hà tất cái thời chúng ta so vắng rồi mà ở nhà 3-4 triệu người đây mà ngồi chung hoài được chứ. Ngồi chung không có được thì nhắc ghế ngồi riêng. Sợ có ông cái là bỏ 4 triệu Phật giáo hòa hảo đó là gọi là chia. Cái ai mà bỏ 4 triệu Phật giáo hòa hảo là chia cũng có à. Có cái số đó mà đều sợ trời chuyện thầy về thầy đụng đoạt nha. Bởi vì có sự thưởng phạt đó mà. Phạt với thưởng hai đường tỏ rõ chừng đó thầy về mới tính. Còn nếu còn 4 triệu Phật giáo hòa hảo mà ai nói chia là lầm. Không có lầm, không có chia. Là vì người ta dị đồng tư tưởng, người ta nhất ghế, ta ngồi riêng, ta lo việc đó thôi à. Cũng lo cho 4 chữ Phật giáo hòa hảo. Bây giờ xin trở lại. Cái việc này nó dễ như thế trở bàn tay, mà còn dễ hơn trở bàn tay của Đức Thầy nữa. Tôi hỏi quý vị nè, thầy cho biết là khùng mới nói chơi chứ 3000 phục, chứ đừng nói chơi mà tính đồ của thầy. Tôi hỏi mấy ông nè, bây giờ thầy trở về tại đây đó, có ông nào mà 3 đầu 6 tay rồi đứng dám đứng lên nói dạ thưa thầy, tôi không có thèm ngồi đây, dám không? Tôi hỏi hồi nãy ai dám không? Không có, nhất định là không có dám. Thầy biểu ngồi đâu là ngồi đó, ở đâu là ở đó, nhất định là phải vậy à. Như thế nó dễ như trái bàn tay thầy về rồi. Đây là thôi, vậy nó dài dòng, nó khó hiểu nó. Mình dẫn ra cái bằng chứng nào ở kinh xưa hoặc là của Phật Thầy Tây An gần đây. Đây, Phật Thầy Tây An cho biết nè. Di Lặc Phật Tổ Độ An đi du trở lại Niết Bàn Thượng Hoàng. Tôi nói rằng là ông ba thấy người Phật Thầy Tây An mượn tay cho biết là Đức Di Lặc đã đi tới đâu là đổ cho người ta ăn tới đó, gọi là Di Lặc Phật Tổ Độ An. Đi hết trên năm châu này đó là đi độ an, mà đi đâu? Đi du thuyết đó, đi du tức là đi du thuyết. Mà thầy cho biết nè, lần thứ chốt gọi lời kêu thúc, thầy nhắc cho bổn đạo rõ lòng. Chừng ơn trên ban được lục thân, thầy mới được bay đâm du thuyết. Thâu cho được con long ác nghiệp thì khắp nơi mới biết mến yêu. Thầy chúng ta đi du thuyết mà Phật Thầy Tây An là cho biết trước rằng là cả trăm năm nay đó nha, là Đức Di Lặc đi du thuyết, đi du trở lại Niết Bàn Thượng Hoàng. Niết Bàn là một nước, mà một nước nào không hải? Nước Việt Nam. Không nói trong tín đồ thầy mà thầy trở lại rồi là tất cả Bắc Trung Nam gì là hòa, tất cả không chết co đầu nuốt cổ gì trên cả. Không có dám đâu, trăm ngàn lần không dám mà. Tôi dám nói trăm ngàn lần không dám là cô bác anh chị em nên ghi thử coi có hay không mà. Nghĩa là thầy trở lại rồi là nhất định á, là trong nước Việt Nam chúng ta thuận hòa trước, xem nhau như ruột rà, thân thích như con một cha, để xuất phát điểm quải năm châu tất cả thế giới đều hòa bình trơn ha. À, tại sao thôi lại nói lỡ nói luôn này, đây hết giờ rồi. Dầu sao đi ông bụng đồng hồ cũng không làm sao mà chúng tôi không thấy được. Thấy được hết trơn, hết giờ rồi, giờ cho chúng tôi nói tiếp là cái phần nhận xét đi quý vị. Để nói luôn cái điều này nè. À, thưa quý vị, nó ngầm dịp quá à. Thôi là cho nói tiếp luôn cái phần nhận xét sau cùng của chúng tôi đó. Đức Thầy chúng ta về rồi, năm châu này phục hết trơn à. Là giờ tại sao ạ? Một hôm tôi ở tại nhà hồi năm ngoái đó, vào tháng 6 đó, cái ông tiến sĩ ban giao quốc tế người Mỹ đó tới tại nhà tôi hỏi tôi 6 tiếng đồng hồ. Thưa quý vị, họ cũng thắc mắc cái điều này nè. Họ nói tại sao mà Đức Quỳnh Giáo Chủ nói rằng là khắp các nơi chư quốc xưng thần, hay là khùng mới nói chơi chư ban hàng phục. Tại sao người ta hàng phục được, ông cho tôi biết đó. Nước Việt Nam chưa có một cây súng nào, chưa có chế được một viên đạn nào. Thế giới này người ta chế súng chế đạn là toàn là những tối tân không à. Mà tại sao ông không nói rằng là nước Mỹ, nước Nga, tất cả như anh Lê, như Trung Cộng này kia ta chế thứ dữ đó là khắp các nơi xưng thành nước đó. Mà nước Việt Nam này có gì mà ta xưng thành chứ. Khắp các nơi chư quốc xưng thành, trong bốn biển chúng dân lạc nghiệp. Vậy thì nhờ ông cho tôi biết đâu. Quý vị nó đọc đau lắm. Thầy lỡ nói bữa nay là nói luôn cho thật sự là xin tôi thầy cũng không có bàn nghe không. Giờ cái lời sau cùng chúng tôi bữa nay xin xác nhận rõ thầy chúng ta là Phật đó. Thôi giờ cho chúng tôi trình bày, bữa đó tôi trình bày như thế này nè. Bây giờ ông không tu cho đạo tôi ra, mặc dầu là ông thông suốt tất cả các thứ tiếng. Ông là tiến sĩ ban giao quốc tế, nghĩa là trên cái thế giới tự do này nước nào cũng đi trên, mà qua nước nào là ông nói tiếng nước đó. Thì tiếc gì cái tiếng Việt Nam chúng tôi sợ em nghe không rõ. Ông khoát tay với tôi ra, ông đừng có lo, ông cứ nói thì tôi biết rõ lắm. Cái nào không biết tôi hỏi lại ông. Thưa quý vị, nên y nói tiếng Việt muốn rõ ông mình đó nha. Tôi nói giờ tôi xin trình bày đại để cho ông biết rằng là Đức Quỳnh Giáo Chủ á, ngài là Phật. Ngài biết Phật không? Nó biết rồi, tôi biết rồi, tôi biết Phật rồi. Là nếu đây ngài là Phật là ngài làm sao? Tôi nói đây để tôi trình bày tới cho ông nghe. Ngài là Phật đó, ngài có tam thân nha.
pháp thân báo thân và quá thân, hay là ứng thân. Hôm nay pháp thân quá thân ứng thân là cái gì? Cái đó nó không biết rồi, thấy không? Mình phải giải thích cho nó nghe. Cái đó là tam thân của Phật, Phật có ba thân đó đó. Pháp thân là đủ biện pháp để cứu đời. Cái pháp thân là kim thân đó là có đủ biện pháp cứu đời. Và quá thân đó là ngài biến hóa cách nào cũng được. Qua nước Mỹ nói tiếng Mỹ, qua Ân Lê nói tiếng Ân Lê. Rồi qua Tàu nói tiếng Tàu, qua Nhật nói tiếng Nhật, qua Đức nói tiếng Đức, qua Thổ Nhĩ Kỳ nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, qua Nam Ba Tư nói tiếng Nam Ba Tư. Nghĩa là cái quá thân của ngài muốn đi tới đâu là quá thân tới đó để mà dạy đời. Như vậy ông hiểu chưa? Còn ứng thân là ứng hiện cùng nơi khắp chốn, dầu cho loài vật loài người cũng hiện ra để cứu. Đó là tam thân của Phật đó. Ông gật đầu. Nè, đây Đức Quỳnh Giáo Chủ có tam thân đó. Dạo này ngài đang đi trên cõi Ta Bà, bằng chính ngài có dặn dò tín đồ của ngài đó. Lòng sầu riêng chớ nên phải nên nguôi bớt, đừng thở than bận đến lòng ta, để cho thầy đi dạo Ta Bà đặng dạy kẻ đàn xa chưa rõ. Đó là lời của ngài căn dặn rõ trong bài Sa Đéc. Để cho ngài đi dạy trên cõi Ta Bà này cho ngài không có mất đâu. Vì thì báo tin trong con biết rằng cái đệ tam thế chiến không thể nào thoát khỏi được. Tôi nói ông là ban giao quốc tế thì ông biết rõ lắm mà. Nước ông chế ra đồ độc thì đằng kia ta chế đồ độc, hai bên đều gác dĩ sắt. Bây giờ mặc dù mấy ông thủ đoạn với nhau, mấy ông mưu mô với nhau, mấy ông đánh cụ với nhau, mặc dù để kệ mấy ông, mà chừng mấy ông nhìn không được là nhận nút liền à. Mà nhận nút ở bên ông, nhận nút ở bên kia, ta không có dạy gì ta không nhận, ta không nhận luôn à. Theo chừng đó là mấy ông chừng tránh đâu không phải được, cái nghiệp nó tới rồi. Cái đó cái nghiệp nó tới à, nó tới rồi chừng đó cái trái đất này tàn tạ hết trơn à. Rồi còn sống rất ít đi. Bây giờ người ta giết nhau là tại đất ít người nhiều, mới giật giành với nhau mà giết mà giành đất, phải không? Tôi hỏi ông phải như vậy hay không? Ông đừng có giấu tôi, sẽ cứ nói thiệt nhau đi. Nó làm thinh hoài, nó không có nói phải nữa không vậy trời. Bây giờ mình nói thiệt nhau nữa đi. Là các cái thế giới đi thôn tính người ta đó, các nước thôn tính người ta hoàn toàn là tại thiếu đất ở, cho nên mới đi giật đất người ta ở. Chừng đó để tam thế chiến ra đời là đất này nó dư, người ta ít. Chừng đó là người ta nó quải rồi, nó quể quải cái vấn đề mà tranh đấu rồi. Và lại nữa là không còn cái gì mà ham tranh đấu nữa hết trơn, cho nên trở về tình thương. Nước nào mà chủ trương tình thương người ta trở về nước đó. Vậy thì bây giờ xin nói gọn dân đó, Đức Quỳnh Giới Chủ là Phật, là cổ Phật trở lại chủ trương tình thương, đem tình thương xoa dịu hận thù, đem tình thương mà gieo rắc trong lòng của mọi người. Ngài cho biết nè, giống bác ái gieo sâu vô tận, mỗi người đều bác ái từ bi hết á, thì quốc độ này là quốc độ Phật đâu mà. Ngài Đức Quỳnh Giới Chủ trở về đó, bây giờ kết luận mau với ông đây nha, cho nó dài lắm nha, nói không nói đâu. Cái sứ mạng của ngài chúng tôi không có biết, đây là một khía cạnh nhận xét riêng tôi mà thôi. Cái ngày mà Đức Quỳnh Giới Chủ về đó, ngài đứng ở trên đài đó, đến kỳ thi dân thầy chạm bảng, trên đài cao loại các linh hồn. Ở trên đài cao ngài đứng ở trên đó đó, ông biết không, nửa núi Cấm Lật nửa nửa nha, vua Minh Nga vàng nha, của báo dữ lắm nha, phương Nam rạng ngọc chói lòa nha, lưu ly hổ phách mấy tòa đại cung nha, rồi cột cờ dựng lên năm châu đều thấy hết trơn nha, rồi nó là ở dưới đất đó thì là dầu hỏa không, rồi chì thau kẽm là vàng bạc đủ thứ hết trơn, đào xuống bao nhiêu là có bao nhiêu vàng bạc không à. Rồi thế giới họ tràn vô, ngài cho biết nè, lao sao bể bắc non tành, chà bây giờ tới rồi đó, bể bắc non tành, biển bắc và non tành, non tành ở đâu, non tành ở trên miên á, nha. Rồi quân phiên tham báo xa gần cũng qua, ông biết quân phiên không? Nó quân phiên là gì? Quân phiên là những người nào khác nước mình mà vô nước mình là gọi là quân phiên. Tôi qua bên ông gọi tôi là phiên, mà ông qua bên tôi gọi ông là phiên, đó là cái danh từ của Tàu, tức là danh từ chữ Hán. Vậy thì quân phiên đây là người nước ngoài. Đức Quỳnh Giới Chủ cho biết quân phiên tham báo xa gần cũng qua, qua ở trên à, thì cổ báo rất nhiều, nào là đền đài lưu cát nè, vàng bạc ngọc lòa ngà châu báu rất nhiều, nào là ở dưới thì có dầu có mỏ. Tôi hồi đó đâu có nghe cái vụ mà khoan mỏ dầu đâu có nghe, nhưng mà mình biết đó, bởi họ phong thanh với nhau mình nghe. Thầy đã cho biết rõ rồi, vì cái giết nước Việt Nam sao nó quý lắm. Rồi nó tràn vô, mà tràn vô rồi ra tranh thân cho rõ tài ba, cùng nhau giành giật mới là thay phôi, rồi giết nhau rớt rồi hết à, hết lành lành là còn mới gì đó, mà còn mới rồi còn tranh giành chi nữa. Chừng đó thôi mình hưởng không có biết bao nhiêu mà cho hết được. Ông Ba Thối cho biết là sao của trời Phật sao ít kẻ ăn. Ông Ba Thối là ai? Ông nói ông Ba Thối là ai? Không, lát nữa tôi nói cho, bây giờ nói với ông không được đâu, nó xa lắm. Ông đó hồi đó cách đây cả trăm năm lận. Ông là tín đồ giáo hệ Bưu Sơn Chị Hương. Ông được Phật thầy mượn tay viết lên cho biết rằng là của trời Phật sao ít kẻ ăn, của ma thì ít lâm tăng tranh giành, bây giờ là của ma của quỷ không à, còn của trời của Phật để dành cho chúng sanh sau này nhiều lắm mà không ai ăn nha. Bây giờ nói trở lại đi,
Tại sao mà khắp các nơi chư quốc xưng thần đó, tại sao mà hòa bình được thế giới đó, là vì ngài đó, khi đứng trên đài cao vậy đó, rồi nước âm vô ra thấy thầy con, rồi Nga vô thấy thầy của Nga, Mỹ vô thấy thầy của Mỹ, Anh Lê vô thấy thầy của Anh Lê, Thổ Nhĩ Kỳ vô đây thấy Thọ thấy thầy Thổ Nhĩ Kỳ, Đức vô thấy thầy của Đức, Nhật vô thấy thầy của Nhật, rồi mạnh ai nó nghe lời thầy nấy à, còn tôi thấy thầy của tôi, vì ngài là Phật mà, ngài có đủ thần thông, thần thông pháp Phật muôn lần cõi lành nắm chặt ắt mình thảnh thôi. Nên vì thế mà cái ngày đó là ngày hòa bình thế giới, ngày chấm dứt cái nạn chiến tranh này, đem lại sự an lạc cho chúng sanh đó. Đến kỳ thi dân thầy chạm bảng trên đài cao gọi các linh hồn, rồi chừng đó khùng mới nói chơi chư ba ngàn phục, và khắp các nơi chư quốc xưng thần. Người ta xưng thần đây không phải là người ta sợ lực lượng, người ta sợ súng ống, mà người ta quy ngưỡng tình thương. Ông nhớ một câu sách Minh Tâm nói để tôi nói, rồi ông qua không hiểu rồi tôi cắt nghĩa ông nghe rất rõ nè. Dĩ lực phục nhân, giả phi tâm phục giả, lực bất thiện giả. Dĩ đức phục nhân, giả trung tâm nguyệt nhi thành phục giả. Ông biết không? Ngồi cứ lắc đầu hoài. Cứ nói vậy đây nè, cách nghĩa rõ không nghe nha. Lấy sức lực mà mình hạn chế người ta cho người ta sợ mình đó. Bất quá người ta sợ đỡ thôi à, vì người ta không đủ sức để chống lại với mình. Chờ đến ngày đủ sức người ta trả đũa lại mình. Đó là dĩ lực phục nhân, nghĩa là không có ra được hoàn mỹ. Mà dĩ đức phục nhân đó mới thiệt là hoàn mỹ đó. Lấy cái đức mà phục người ta đó, người ta mới thật lòng phục. Vì đức quỳnh đức, lấy đức mà trị dân, lấy đức mà chinh phục lòng người. Cho nên trở về cái đạo đức ông là cho không có trở về sức lực đâu. Sức lực nó đụng nhau tiêu hết à, còn trở lại đạo đức mất còn. Vậy thì bây giờ xin quý vị cho phép chúng tôi ngừng ở đây đi, để chấm dứt cái phần nhận xét sau cùng. Cái sứ mạng tối quan trọng của đức thầy chúng ta đó, khi nãy tôi lên diễn đàn tôi nói rằng khi hết giờ tôi xin nói tiếp đó, bây giờ tôi nói rồi đó, là vì thầy chúng ta phải trở về làm cái sứ mạng tối quan trọng là hòa bình cả năm châu này, đem sự an lạc cho thế giới chúng sanh, mà đức thầy chúng ta hàng